Chào các bác, quay trở lại với số bản huấn nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop lên với bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái cây sưởi nhá. Lên cho em là cây sưởi, giá sẽ là 550.000 và bên em bao ship tận nhà cho bác luôn. Hàng thì hàng của thương hiệu Nissai của Nhật này. Đấy, Nissai của Nhật. Đây, chú ý không tì đè lên máy nhá. Đấy, có chế độ này, gió ấm này, nóng này, rồi các chế độ luôn các bác nhá. Các chế độ ở đây. Đấy, hiển thị tiếng Việt cho các bác dễ sử dụng luôn. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng công nghệ của Nhật và sản xuất ở Việt Nam này. Đấy, máy sưởi đa năng 220V, công suất là 2000W nhá. Chiều cao của nó là tới 65cm. 65cm. Và có dây cắm như này. Hàng Việt Nam chất lượng cao, công nghệ của Nissai của Nhật này. Các bác cắm trực tiếp nguồn 220 cho em. Sau đó thì bật lên thôi. Đấy, bật lên. Đấy. Đấy, cắm trực tiếp sau đó thì mình bật nguồn lên. Nó rất là nhiều chế độ cho các bác lựa chọn nhá. Đấy, đây. Con này thì hàng cực kỳ hiện đại luôn. Cây cao là 65cm. Đấy. Nó sẽ tỏa nhiệt luôn các bác này. Đấy, tỏa nhiệt luôn và cực kỳ là an toàn nhá. Đấy. Có chế độ xoay như này. Có chế độ xoay như này. Đây các bác này. Đấy. Thì mùa đông giá rét đến nơi rồi, các bác dùng con này cho em siêu tiện ích luôn. Đấy. Nó sẽ là xoay tự động nhá. Đây. Có chế độ tắt bật này, xoay gió ấm này, gió nóng này, đấy, gió mát này các bác nhá. Đấy, các chế độ ở đây các bác có thể là lấy gió mát này, gió ấm này, gió nóng này, đấy, tắt này. Đấy, rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, thì các bác tùy sử dụng chế độ nào thì sử dụng nhá. Đấy, có gió ấm, có gió mát nhá. Có gió ấm, có gió mát. Gió mát là nó thổi gió bình thường nhá, gọi là gió bình thường. Đấy, gió ấm là bắt đầu là làm nóng rồi. Đó, thì chiều cao và kích thước thì em đã đọc ở phần trên cũng như thông số nhá. Lên cho em là cây sưởi nhá. Cây sưởi giá sẽ là 550.000, bên em bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm, đó là cái con này thì nó có thể xoay được luôn nhá, nó có thể xoay được luôn. Con máy sấy đũa này. Lên mã giúp cho em đó là máy sấy đũa nhá. Máy sấy đũa. Con này thì giá sẽ là 80.000, nó sẽ có tia cực tím luôn để khử khuẩn luôn và có miếng dán, các bác chỉ cần dán vào tường là xong. Đây thì nó sẽ là đầu cắm USB. Về nhà các bác cắm cái cổng USB nhà mình cho em nhé. Cắm cổng USB nhà mình cho em. Đấy. Có nút. Đây. Ở đây nó sẽ có nguồn ở đây các bác này. Đấy, các bác bật nguồn đây lên. Đấy, các bác có thể là bật nguồn lên và bật chế độ ở đây. Đấy. Đây. Đây các bác này. Đấy. Khi cái tia cực tím thì nó sẽ giúp cho các bác là kháng khuẩn này, diệt khuẩn rất là tốt luôn. Có miếng dán này, về nhà các bác dán vào tường. Lên cho em là máy sấy đũa. Máy sấy đũa giá sẽ là 80.000 cho con máy sấy đũa như này nhá. 80k cho cái máy sấy đũa như này. Đây các bác nhá. Về nhà các bác dán lên tường cho em, sau đó thì mình bật nguồn lên. Đó, dán lên tường. Bật lên. Đấy. Các bác có thể sấy đũa thìa rất là tiện ích luôn. Đó, có cả cái khay để các bác đổ nước đi. Rất là tiện nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Lên theo là máy sấy đũa nhá. Giá sẽ là 80k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm mới, đó là cái các bác lên theo em đó là cái sáp đuổi muỗi nhá. Sáp đuổi muỗi. Hàng thì của Nhật và sản xuất ở Thái Lan nhá. Hàng cực kỳ là cao cấp cho bác luôn. Đây. Mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Đấy, lên cho em là sáp đuổi muỗi. Đấy, sáp đuổi muỗi, giá sẽ là 60.000 nhá. Đấy. Sáp này thì vừa là sáp thơm và vừa là giúp tính năng đuổi muỗi luôn, an toàn cho bà mẹ và trẻ em này. Đó. Một lọ này của nó thì nó sẽ là 180g nhá, siêu thơm luôn. Về nhà các bác xoáy cái nắp này ra cho em, sau đó bóc cái tem này ra. Đó. Lên cho em là sáp đuổi muỗi nhá, sáp đuổi muỗi hoặc là sáp thơm. Giá sẽ là 60.000 cho một lọ sáp thơm như này nhá. 60.000 cho một lọ sáp thơm như này. Hương thơm tự nhiên dễ chịu nhá, hương thơm tự nhiên dễ chịu này. Đấy, giúp các bác đuổi muỗi rất là tốt luôn, đuổi muỗi rất là tốt các bác này. Hàng của Thái Lan thì các bác yên tâm sử dụng rồi. Các bác lên cho em là sáp thơm đuổi muỗi, giá sẽ là 60.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái nụ trầm này. Lên cho em là nụ trầm. Một hộp này của nó sẽ là 45.000. 45.000 cho một hộp nụ trầm như này. Đấy. Trầm hương tự nhiên. Đấy. Trầm hương tự nhiên, thành phần là 95% là trầm hương nhá. Đó. Lên cho em là nụ trầm giá sẽ là 45.000 nhá. 45.000 cho một hộp nụ trầm như này. Tiếp theo thì các bác lên cho em là cái này nó sẽ là nhang trầm nhá. Nhang trầm. Đấy, thì cái này nó sẽ là, nó thiết kế theo cái kia thì là nụ, còn cái này nó sẽ là nhang nhá. Nhang thì cái này của nó sẽ là 100 vòng luôn, cũng là 95% là trầm tự nhiên nhá. Đấy, và mỗi vành này của nó sẽ là 2 vòng nhá. Hàng thì siêu thơm luôn. Đấy, nếu mà các bác đốt rất là tốt luôn. Đốt rất là tốt luôn. Đó.
Cái nhang trầm này thì giá của nó sẽ là đi 45.000 nhá. 45.000 cho một cái hộp nhang trầm như này. Đấy, 45.000 cho một hộp nhang trầm như này. Lên cho em là nhang trầm, giá cũng là 45.000 nhá. 45.000 cho một hộp nhang trầm như này. Cái này là nhang nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái loa 2 mic 120.000 nhá. Đấy, cả loa cả 2 mic luôn. Các bác có thể dùng để mình là hát karaoke các kiểu con là điều luôn. Đây, nút nguồn ở đây các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy, bật nguồn lên là mình sử dụng thôi. Đó, con này thì nó sẽ có lên cho em là loa 2 mic 120.000 nhá. Đấy, bật nguồn lên. Đấy, các bác bật nguồn ở đây lên là mình sử dụng được thôi, rất là tiện luôn. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình Bluetooth hát karaoke. Alo, alo, 1 2 3 4. Alo, 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 1 2 3 4. Dạ vâng, kính thưa quý cô của bà cô dì chú bác các bạn trẻ nam nữ thanh niên, được lời mời của hai bên gia đình cũng như là lời mời của cô dâu chú rể trong ngày vui ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ xin phép được bắt đầu. Đó, thì các bác lên cho em là loa 2 mic nhá. Giá sẽ là 120.000. 120.000 cho con loa 2 mic này các bác nhá. Đó, về nhà các bác chỉ cần bật nguồn lên là sử dụng thôi. Ngoài ra các bác có thể kết nối Bluetooth để mình nghe nhạc hoặc là mình hát karaoke. Đó, rất là tiện luôn. Lên cho em là loa 2 mic, giá sẽ là 120.000, 120.000. Bật nguồn lên này. Đấy, bật nguồn lên. Sau đó thì các bác có thể kết nối Bluetooth cho em. Đây đây là em kết nối Bluetooth các bác nhá. Bluetooth nghe cũng rất là hay luôn. Đấy, kết nối vào Bluetooth cũng rất là hay luôn các bạn nhá. Con này thì nó nhỏ gọn trong lòng bàn tay này thôi. Alo, alo. Các bác có thể kết nối nhá. Ok. Tiếp theo thì em lên cho bác một số cái mã thanh lý này. Đấy. Một số cái mã thanh lý nhá. Đây, con V24 này, con này đang bán là 35.000 thanh lý cho bác, còn 20.000 cho con V24 như này nhá. Đấy, 20.000 cho một bộ vít như này. 20.000 các bác nhá. 20.000. Sẽ bao gồm cho các bác là 246 này, 64 24 tay vít này, kèm thêm một đầu công như này, một đầu công như này. Về nhà các bác chỉ cần là lắp vào là xong. Đó, đây. Đây là cái đầu công của nó nhá. Đầu công của nó đây. Về nhà các bác lắp cái đầu công này vào cho em là mình sử dụng này. Đấy. Nó sẽ có tay xoáy như này. Rất là tiện ích luôn. Đó. Một bộ này sẽ bao gồm cho các bác là 24 mũi vít này. Có từ 500 hít nhá. Đó. Và tay vít như này. Giá sẽ là 20.000. Giá thanh lý cho bác. Lên cho em là V24 nhá. V24. Thanh lý sẽ là 20.000 này. Tiếp theo thì xịt chuột. Xịt chuột của Thái này. Đấy, xịt chuột của Thái. Giá đang bán là 45.000, thanh lý là 30.000 nhá. Xịt chuột Thái này. Đó, thanh lý cho các bác là 30.000 cho một lọ xịt chuột Thái như này. Lọ xịt chuột của Thái Lan nhá, xịt chuột của Thái Lan. Đấy, xịt đuổi chuột vĩnh viễn, hàng made in Thái Lan nhá, made in Thái Lan. Thanh lý cho các bác với giá đó là 30.000 nhá. 30.000 cho một lọ xịt chuột Thái Lan như này. Đó. Tiếp theo thì cái mã sản phẩm đó là cái bút bi nhá, bút bi hàng của thương hiệu Thiên Long này. Đấy, bút bi hàng của Thiên Long. Phương ơi, cái bút bi này bán nào đấy? Các bạn lên cho em là bút bi Thiên Long nhá. Một hộp này của nó sẽ là đi bao nhiêu cái? Một hộp 20 cái. Giá sẽ là 30.000 nhá, 30k một hộp này. Đấy, một hộp của nó là 30k một hộp, 20 cái nhá. Đấy, 20 cái luôn. Một hộp này là 20 cái, bên em bán cả hộp không bán lẻ nhá. Bán cả hộp không bán lẻ, bút bi của Thiên Long. 30.000 một hộp 20 chiếc luôn. Các bác mua về dùng dần cho nó tiện. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hồ lô tưới cây nhá. Hồ lô tưới cây như này. Giá của nó sẽ là đi con hồ lô tưới cây, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn này, made in Japan này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Con này thì dùng cực kỳ xịn sò luôn. Đó. Van viết các bác dùng rất là ngon lành luôn này. Đấy, tăng áp rất là tốt luôn, tưới cây. Các bác có thể là vừa tưới cây vừa xịt rửa hoặc là vừa phun thuốc sâu đều ok hết nhá. Có cả lẫy như này nè. Đấy. Đây, cái này là đầu bơm của nó này. Đầu bơm của nó rất là nhẹ luôn, đầu bơm của nó rất là nhẹ luôn. Đó, xịt thì rất là ngon các bác thấy không? Đấy, xịt của nó ra rất là ngon luôn nhá.
Đấy, da rất là ngon, các bác có thể dùng để xịt rửa xe, tưới cây rất là ngon. Có đầu vòi đồng để điều chỉnh nhá. Đấy, hồ lô tưới cây dung tích của nó là 2 lít nhá, dung lích của nó là 2 lít. Lên cho em là hồ lô nhá, hồ lô tưới cây này. Hồ lô tưới cây, giá của nó sẽ là 100, hồ lô tưới cây 110k nhá. 110.000 cái hồ lô tưới cây như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái, các bác lên mã giúp cho em đó là đèn sông tinh dầu nhá. Đèn sông tinh dầu loại này thì nó sẽ là một cái loại VIP này. Đấy, có kèm một cái ca đong nước luôn. Đó, loại này thì nó là hàng VIP rồi các bác, hàng VIP rồi. Đây, có nguồn nghiếc các thứ đàng hoàng. Về nhà các bác chỉ cần là cắm nguồn vào dưới đáy này cho em là sử dụng thôi. Đấy, có chân nguồn ở đáy luôn. Các bác cắm nguồn vào cho em là mình sử dụng này. Đấy, cắm nguồn là mình dùng thôi. Rất là tiện ích luôn. Con này thì nó là hàng VIP rồi. Giá của nó sẽ là 250.000 nhá. Đây, đấy, cái chân cắm của nó ở dưới đáy này các bác cắm vào cho em này. Đấy, cắm vào cho em. Các bác cắm cẩn thận một chút nhá. Đấy, cắm vào cho em là đây, sau đó thì mình bật công tác là nó sẽ lên này. Đấy. Cái này lưu ý các bác test dùng thì mình phải cho nước vào nhá. Cho nước vào thì nó mới lên. Đấy, còn nếu không cho nước là nó sẽ tắt luôn. Đó, tại vì là nó là cảm biến mà. Đấy, phải có nước thì nó mới đẩy lên được và rất là đẹp luôn. Đấy, các bác có thể cho tinh dầu vào đây, cho tinh dầu vào đây mình dùng. Đấy, tinh dầu xả, tinh dầu chanh và các loại tinh dầu thơm nhá. Đấy, lên cho em là đèn sông tinh dầu, giá sẽ là 250.000. Đây các bác nha, các bác rót nước xong là các bác cho tinh dầu vào. Đó. Đây. Rất là tiện ích luôn. Đó, tinh dầu đưa lên nó rất là thơm nhá, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, có đèn đổi màu như đèn ngủ luôn, rất là đẹp nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã đồng hồ VIP nhá. Lên mã giúp cho em là đồng hồ VIP, con này thì giá sẽ là 150.000 cái con đồng hồ VIP như này. Đấy, đồng hồ VIP như này nhá. Rất đẹp luôn các bác này. Đấy. Lên cho em là đồng hồ VIP siêu đẹp luôn. Đó, đồng hồ VIP siêu đẹp luôn. Có lẫy ở đây các bác này. Đấy, mình chỉ cần nhấn cái lẫy này vào là đồng hồ chạy này. Rất đẹp các bác nhá. Một con đồng hồ rất đẹp luôn. Đấy, lên cho em là đồng hồ VIP này. Đeo lên tay thì cực kỳ đẹp luôn. Đó, các bác thấy không? Rất đẹp luôn. Lên cho em là đồng hồ VIP, giá sẽ là 150.000 nhá. 150k cho một cái mã đồng hồ VIP như này. Đấy. 150.000. 150k nhá. 150k cho cái mã đồng hồ VIP này. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái mã thanh lý đồng hồ điện tử này, đồng hồ điện tử như này. Đó. Thanh lý cho bác với giá nó là 60.000 nhá. Đó. Lên cho em là đồng hồ điện tử này. Thanh lý cho bác giá chỉ có 60k thôi. Đây, 60.000 cho cái đồng hồ điện tử như này. Đấy, có đầy đủ các chế độ luôn, đèn bật sáng này, hẹn giờ, hẹn giấc đầy đủ luôn nhá. Đấy, rất là nhiều chế độ cho các bác này. Đó, các bác có thể mua về để làm quà cho các bé nhà mình cũng rất là ok luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Casio nhá. Đấy, Casio. Giá thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là 60.000 một chiếc này thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ điện tử thanh lý 60.000 nhá. Đồng hồ điện tử thanh lý giá 60.000 cho các bác luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là cái bẫy chuột thông minh nhá. Bẫy chuột thông minh như này, cũng giá thanh lý cho các bác chỉ còn là 10k một chiếc thôi. 10.000 cho một con bẫy chuột thông minh như này. Đó, 10k cho một con bẫy chuột thông minh như này nhá. Cái này thì các bác chỉ cần chạm nhẹ này tập bẫy này. Đó, bẫy chuột thông minh 10k một chiếc này. Đó, 10k một chiếc. Tiếp theo thì nó kia là gương xe đạp này, cũng 10.000, 30.000 thanh lý cho bác 10.000 một chiếc luôn. Gương xe đạp 10.000 một chiếc này. Đó, 10.000 một chiếc, giá thanh lý nốt này. Tiếp theo thì cái bộ kìm bấm cúc này. Kìm bấm cúc. Đấy, cái này em chỉ còn mỗi kìm thôi. Đấy, còn mỗi kìm thôi. Giá thanh lý cho bác với giá đó là 10.000 một chiếc nhá. 10.000 một chiếc kìm bấm cúc, 10.000 một chiếc. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái này, nó là cái này nó sẽ là cái bộ để các bác cái này là cái bộ để các bác trà khi mà mình tắm này. Cái này là đeo vào tay này. Đấy, đeo vào tay này. Đấy. Đây. Và cái này để các bác trà lưng nhá. Cái này các bác trà lưng. Còn này đeo vào tay để mình kỳ như này. Thì cái bộ này cũng thanh lý cho bác giá 10.000 luôn. Đấy. Bộ trà lưng thanh lý cho bác giá 10.000 nhá. 10.000 cho cái bộ trà lưng như này. Giá thanh lý cực tốt luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là cái con dao gấp này. Đấy. Dao gấp như này. Đang bán là 25.000 cũng thanh lý cho bác với giá là 10.000 luôn. Dao gấp này, đấy. Dao gấp cán nhựa thanh lý cho bác với giá là 10.000 này. Đó, 10.000 các bác nhá. Đó, thanh lý cho bác 10.000 này. Đấy, rồi cái chổi bông trà, cái này là cái bông lau của cái chổi tam giác nhá, cũng thanh lý cho bác giá 10.000 luôn. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là bóng USB như này, bóng USB nhá. Lô này về thì nó sẽ là màu trắng nhá, màu trắng. Cái bóng USB này đang bán như nào đây?
Cái này em đang bán là 5.000 một bóng, mua 5 tặng 1 nhá. Hôm nay thì bán thanh lý cho các bác cái giá tốt hơn một chút nhá. Đấy. Cũng vẫn 5.000 nhưng mà nếu mà mua 5 thì sẽ được tặng 2 nhá. 5.000 một bóng, mua 5 thì là sẽ được tặng 2. Đấy. 5.000 một bóng và mua 5 thì sẽ được tặng 2. Đó, 5.000 một bóng, mua 5 tặng 2. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hai số điện thoại thì em để góc dưới màn hình, các bác có thể xem tham khảo và đặt mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mẫu mèo thần tài nhá. Mèo thần tài rất là đẹp luôn các bác này. Đó, và về nhà thì các bác lắp pin ở đít này cho em. Đấy, có công tắc tắt bật ở đây. Các bác lắp cho em pin cái này nó sẽ là thuộc cái dạng là pin đây. Pin con thỏ loại nhỏ nhá. Các bác lắp cho em hai viên pin con thỏ loại to, pin đồng hồ đấy, đắp cho em pin đồng hồ hai viên. Và dòng này của nó thì nó sẽ là bằng sứ nhá. Đấy, bằng sứ như này. Đấy, và cái tay của nó vẫy như này. Thì các bác có thể để trước bàn thờ này hoặc là để trên bàn làm việc này, nói chung là nó sẽ giúp cho các bác là thu hút tài lộc nhá, gọi là mèo thần tài. Đó. Rất là đẹp luôn. Giá thì sẽ là, các bác lên cho em là mèo thần tài, giá sẽ là 470.000 nhá. 470.000 cho một em mèo thần tài như này các bác này. 470k một em. Đó. Về nhà thì các bác cứ lắp pin vào là sử dụng thôi. Đấy, nó bằng nó là bằng sứ các bác nhá, bằng sứ. Đấy, bằng sứ rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, rất là đẹp nhá, màu sắc các thứ rất là đẹp luôn. Cao thì vào khoảng là trên 20, rộng thì cũng vào khoảng là 20 nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy, và tay nó luôn là vẫy như này. Các bác cứ lắp pin vào là tay nó vẫy này. Lên cho em là mèo thần tài. Giá sẽ là 470.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái máy nhặt lông nhá, máy nhặt lông vịt gà. Đấy. Cái này thì nhặt lông vịt gà đều được hết nhá. Máy nhặt lông vịt gà này, đó, vịt gà. Giá sẽ là 175.000. Con này thì nó sẽ là có sẵn pin rồi. Có sẵn pin rồi và về nhà các bác cắm sạc. Cắm sạc vào đít này cho em này, bật nguồn này. Đấy. Đấy, các bác cứ bật này là các bác đưa vào là cái này nó chạy là nó sẽ khua là nó sẽ giúp cho các bác là nhặt được lông vịt gà này. Lên cho em là máy nhặt lông vịt gà nhá. 165.000. Đấy, các bác làm thịt vịt thịt gà dùng con này nó rất là tiện và nhanh. Đây các bác này. Công suất 550 W máy. Đấy, các bác thấy không? Đấy. Rất là dễ luôn, các bác chỉ cần cầm và gạt đi cho em là xong. Và sạch rất phù hợp cho mọi người dùng, cho các cơ sở hay mọi người dùng cho gia đình ạ. Cá vịt cá gà luôn nhá. Đặc biệt là hiện nay máy nhổ lông bên em đã được nhám qua hai đầu kẹp, khác với những máy nhổ lông thông thường khác. Máy có thể nhổ mọi loại lông như lông tơ hay lông ống và nhiều những loại lông cứng đầu khác đều được. Sạch sẽ luôn, các bác thấy không? Cách dễ dàng khi máy đi qua. Đấy, sạch đẹp luôn các bác nhá. Hiện nay xin đây. Chào mọi người, lại là em cô gái bỏ phố về quê làm thuê nhổ lông cho TikToker đây ạ. Đây. Hiện nay bên em đang có chiếc máy nhổ lông vịt với công suất 550 W, máy đi đến đâu lông. Lên xem là máy nhổ lông vịt gà nhá. 165.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu sản phẩm đó là cái led men nhá. 30.000 cho một men led như này. Đấy, con này thì nó sử dụng điện 12/24 nhá. Đấy, đây các bác thấy không? Rất là tiện luôn. Đó. Và cũng rất là sáng các bác nhá. Đấy. Sử dụng điện 12 hoặc là 24V. Đó các bác thấy không? Đây. Đấy, cái này thì em đang sử dụng qua cái con sạc bình 12V nhá. Sạc bình 12. Đấy, cái này thì nó sử dụng điện 12, điện 24 đều được. Cái này thì bên em có bán cả cái cục nguồn luôn nhá. Có bán cả cục nguồn luôn. Đó, thì các bác có thể sử dụng qua cái cục nguồn của bên em cũng được. Hoặc là các bác nhà các bác có nguồn rồi thì các bác sử dụng trực tiếp. Nó cũng rất là tiện. Đấy. LED rất là sáng luôn. Ánh sáng của nó thì nó sẽ là ánh sáng trắng nhá. Và về nhà thì các bác cắt ra từng men một như này, từng đoạn một như này, sau đó thì bóc băng dính ra và mình dán vào tường hoặc là dán vào cây cối này. Lên cho em là led men, giá sẽ là 30.000 một men như này nhá. Led men này. Led men giá sẽ là 30k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là led men nhá. Led men giá sẽ là 30k. Đưa cho anh cái cục nguồn luôn. Led men 30.000 một men như này. Một men này của nó thì sẽ là đấy. Đấy cái nguồn led đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 là vào 20. Nó sẽ là có 20 thanh như này này. 20 thanh như này. Về nhà các bác bóc ra là dán vào cho em. LED men 30.000. Ngoài ra thì bên shop có bán cho các bác cái nguồn LED 12V 150.000 nhá. 150.000 cho cái nguồn LED 12V như này. Đó, về nhà thì các bác chỉ cần là đấu điện vào cho em là xong. Nó có nguồn vào, nguồn ra đây. Đấy. Nguồn vào là N này. Đấy. 220V nhá. 220V và nguồn ra của nó là DC out của nó là 12V. Rất là tiện dụng luôn. Đó, các bác cứ này là đấu vào là cấp nguồn vào và nguồn ra cho nó. Lên cho em là nguồn LED 12V, giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho một con như này. Đó, 150.000 cho một con nguồn LED 12V như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dây ống nước
10 mét nhá, dây ống nước 10 mét sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi đồng tăng áp này, một đầu vòi kết nối này và một đầu kết nối nguồn nước này, và một cuộn dây như này, dây dài 10 mét này, một cuộn dây dài 10 mét như này. Đấy, giá sẽ là 90k cho combo. 90k cho combo 4 món nhá. Dây này của nó thì nó sẽ là dây to bằng ngón tay cái như này thôi, chứ không phải là dạng dây to hẳn đâu các bác, dây bằng ngón tay cái thôi. Và nó sẽ là dây sợi vải chống gọi là dây sợi vải chống được nắng mưa rất là tốt luôn. Đấy, nó sẽ có sợi vải bên trong và nó bằng đầu ngón tay cái như này thôi. Giá thì chỉ có 90k cho một cuộn dây như này thôi. Dây dài 10 mét nhá. Một cuộn dây dài 10 mét này. Kèm thêm cho các bác là ba cái đầu như này, bao gồm là hai đầu kết nối và một đầu vòi đồng xịt tăng áp này. Đó, combo cho các bác là 4 món như này. Đấy. Lên cho em là dây ống nước. Dây ống nước 10 mét, giá sẽ là 90.000. 90.000 cho một cái combo như này, bao gồm cho các bác là cả dây, cả đầu vòi, cả ống nước hết lượt luôn. Đó. Giá thì khá là hợp lý cho các bác tham khảo nhá và đặt mua. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái xẻng đa năng quân đội nhá. Xẻng đa năng quân đội như này giá sẽ là 100.000 nhá. Con này thì hàng của Mỹ này, made in USA này. Đấy, các bác có thể là xoáy cái tay này vào. Ở cái tay này nó còn có cho các bác là một cái la bàn này, một cái la bàn luôn. Đấy đây. Chất liệu của nó thì bằng thép rồi. Xoáy cái tay này vào cho em này. Đó, khi gấp vào thì nó rất là gọn. Các bác có thể vừa làm cuốc và làm xẻng, nguyên cái phần này của nó thì nó sẽ là vào khoảng là gần 30 cm. Đấy, và cái này thì các bác có thể điều chỉnh cái này để mình xoáy lên xoáy xuống để các bác có thể làm nguyên cuốc này. Đấy, hoặc là các bác làm cuốc như này, hoặc là các bác có thể ngửa hẳn ra. Đấy, ngửa hẳn ra xoay đi để mình làm xẻng như này. Đấy, làm xẻng như này, vừa là cuốc vừa xẻng luôn. Hàng made in USA, hàng của Mỹ nhá. Đó, made in USA, hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k. Lên thì em là xẻng đa năng quân đội nhá. Đấy, xẻng đa năng quân đội, giá sẽ là 100k một chiếc, 100.000 cho cái xẻng đa năng quân đội như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mã sản phẩm, đó là cái chậu ngâm chân nhá. Chậu ngâm chân cắm trực tiếp điện 220V luôn. Dung tích của nó thì nó sẽ đây. Đấy, đây các bác, thông số đây. Điện 220V 50Hz 450W. Đấy, hàng này thì các bác chỉ cần là cho nước hoặc cho các cái loại thuốc vào đây. Cái này thì nó vào khoảng là 5-7 lít. Đấy, các bác chỉ cần là cho nước cho thuốc vào đây, sau đó thì các bác bật các chế độ đây. Đấy, nó sẽ nguồn vào các chế độ đây nhá. Đó, để ngâm chân. Và ở đây nó sẽ có cho các bác là các cái con lăn như này, vừa ngâm vừa massage luôn. Đây, các bác có thể vừa ngâm vừa massage này, rất là tốt này, thư giãn cho bàn chân này. Đấy, rất là sướng luôn, nó giúp thư giãn bàn chân rất là tốt nhá. Đấy, và nó giúp các bác đả thông kinh mạch các cái huyệt ở bàn chân rất là tốt luôn. Đó, cho vào để các bác ngâm chân nhá. Đấy, ngâm chân vừa massage luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 310.000. 310.000 cho cái chậu ngâm chân như này. Lên mã giúp em là chậu ngâm chân, giá sẽ là 310.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái ví đựng giấy tờ xe nhá. Đấy, lên cho em là ví giấy tờ 50k một chiếc như này, hàng của thương hiệu Toyota, rất là xịn sò luôn. Đấy, đường kim mũi chỉ rất là đẹp nhá. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng da như này, rất là đẹp luôn. 50k một chiếc. Lên mã giúp cho em đó là ví đựng giấy tờ xe nhá. Ví giấy tờ 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái cân treo nhá, cân treo điện tử như này. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là có cả cân và kèm cả pin như này nhá. Đấy, có cân kèm pin như này, về nhà các bác lắp pin vào cho em. Lắp pin thì lưu ý là mình lắp đúng chiều pin nhá. Đấy, lắp đúng chiều pin thì nó mới lên. Đó, các bác lắp đúng chiều pin cho em, sau đó thì đậy nắp vào. Đây, các bác đậy cái nắp này vào này. Đấy, đậy nắp vào. Đấy, đây thì nó sẽ là dòng cân điện tử như này nhá, cân treo cầm tay. Đấy, cân treo cầm tay như này. Đấy, và các bác dùng mình cân thôi. Đây, mình cân như này nó sẽ cân này. Đấy, và nó sẽ nhớ số cho các bác luôn. Cân treo điện tử, giá sẽ là 70.000 nhá. Cái viên pin này hết thì các bác có thể ra ngoài hiệu sách các bác mua được. Giá thì rất hợp lý cho bác thôi. Ngoài hiệu sách nó bán thì có mấy nghìn viên thôi. Đó, cân treo điện tử 70.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bộ tinh dầu đuổi muỗi. Đấy, combo tinh dầu đuổi muỗi như này, bao gồm là một đèn và 4 lọ tinh dầu nhá. Một đèn và 4 lọ tinh dầu luôn. Xoáy cái nắp này ra, sau đó thì xoáy vào cái này cho em. Đó, combo tinh dầu đuổi muỗi. Đấy, sau đó thì bật công tắc lên. Đấy, lúc nào dùng thì mình bật công tắc lên. Mỗi lọ này các bác dùng cho em là được từ 3 đến 4 tháng. Như vậy là 4 lọ như này là các bác dùng 1 năm. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi.
120.000 cho cả đèn cả 4 lọ tinh dầu như này. Như vậy là các bác tính ra là mua chỉ có mất mất tiền tinh dầu thôi, còn tiền đèn là không mất nhá. Đấy, 120.000. Đấy, combo 4 lọ tinh dầu đuổi muỗi nhá. Đấy, combo đèn tinh dầu đuổi muỗi 120.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái mẫu tất của mùa đông này. Đầu tiên thì nó sẽ là tất của thương hiệu Nye, tất hộp nhá. Đấy, tất hộp màu đen như này. Tất hộp màu đen, một hộp này 5 đôi, giá sẽ là 80.000. 80.000 trong hộp 5 đôi này. Đấy. Tất thì siêu dai luôn, co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi tốt, hàng của thương hiệu Nye nhá. Giá là 80k trong hộp 5 đôi. Lên cho em là tất hộp 5 nhá, tất hộp 5, giá sẽ là 80.000. Tiếp theo là bên em có cái dòng tất vỉ này. Vỉ này của nó thì sẽ là một vỉ 10 đôi thì có màu đen và màu trắng nhá. 90.000 một vỉ. Lên cho em là tất vỉ 10. Tất hộp thì chỉ có 5 thôi, nhưng mà tất vỉ này thì là 10 đôi. Và cái vỉ này thì nó sẽ tất nó ngắn hơn một chút nhá. Tất ngắn hơn một chút nhưng mà đi mùa đông thì các bác dùng nó cũng vừa xinh. Đấy, không quá ngắn. Đây. Đấy, co giãn 4 chiều đều hàng của thương hiệu Nye hết nhá. Đấy, của thương hiệu Nye. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 90.000 10 đôi tất. 90.000 10 đôi tất thôi. Đấy, giá hợp lý cho các bác luôn. Cái này thì bên em bán theo vỉ này mà không bán lẻ nhá. 90.000 một vỉ. Mỗi vỉ này là 10 đôi. Thì qua lên cho em là tất vỉ đen hoặc tất vỉ trắng nhá. Cái này là tất vỉ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ổ sạc nhanh nhá. Đấy. Ổ sạc nhanh, tức là ổ điện kèm sạc nhanh cho các bác luôn. Đấy. Giá thì sẽ là đi cái ổ vuông kia nhà tôi à. Đấy, sẽ là combo cho các bác là một ổ như này, 150.000. 150.000, bỏ cả cái ổ xanh đi luôn. 150.000 nhá. Đấy. Lên cho em là ổ sạc nhanh, nó sẽ có cái cổng sạc nhanh ở đây. Các bác có thể cắm nguồn vào để mình sử dụng tính năng sạc nhanh, nhưng mà cái này chỉ có dùng cho các cái loại điện thoại hàng đời mới thôi, chứ còn những cái điện thoại đời cũ sâu đời nhiều khi không sạc được đâu. Đấy, các bác cứ đặt vào đây là nó sẽ có tính năng sạc nhanh này. Đấy, đang nhảy số các bác này, rất là tiện luôn. Đó, có 3 chân ổ cắm, có công tắc đóng ngắt và có 4 chân USB như này. Đấy. Thì lên cho em là ổ điện sạc nhanh. Giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cái ổ sạc nhanh như này. Tiếp theo thì nó sẽ là ổ điện vuông nhá, ổ điện vuông cũng có công tắc đóng ngắt luôn, có cầu dao, có công tắc đóng ngắt. Có tới 2 này, 4 6 chân cắm sạc nhá. 6 chân cắm sạc luôn, cực kỳ khủng khiếp luôn. Đấy, có công tắc như này, có công tắc, có đèn như này, các bác có thể dùng vừa làm đèn ngủ được luôn. Đấy, vừa làm đèn ngủ vừa công tắc đóng ngắt, 6 ổ cắm như này. Đấy, có chống trẻ em luôn nhá, có chống trẻ em luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là lên cho em là ổ trắng vuông, giá sẽ là 100.000 nhá. Ổ trắng vuông 100.000. Ngoài ra thì bên shop có cái ổ trắng xanh 60.000. Ổ này thì cũng có công tắc đóng ngắt, có 3 chân USB thôi. Cái này nó chỉ có 3 chân USB thôi. Và giá thì sẽ là cũng có đèn báo luôn, có đèn báo như này. Giá sẽ là 60.000 nhá. Cũng có 6 ổ cắm này, 1 2 3 4 5 6 ổ cắm này. Đấy, cái này thì nó sẽ là 6 ổ cắm như này và 3 chân USB. Lên cho em là ổ trắng xanh, có lô về màu trắng, có lô về màu xanh, giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Đấy, chiều dài của nó là 70 x 1m4, chất liệu của nó thì bằng bông tự nhiên, thấm hút mồ hôi tốt này. Đấy. Thấm hút nước tốt. Đấy, rất là to luôn, to khủng khiếp luôn các bác này. Đấy. 70 x 1m4 đấy. Rất là to luôn các bác thấy không? Đây, 70 x 1m4 luôn. To bự như này cơ mà các bác. Đó, rất là sạch luôn và tiện ích nhá. Đó. Các bác có thể dùng làm khăn tắm này, tắm xong thì mình choàng vào cho nó khô này. Đó. Giá thì giá thanh lý cho các bác cực kỳ là tốt luôn. Giá của nó sẽ là đi 40k một chiếc khăn tắm như này. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cái khăn tắm Hàn Quốc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khăn rửa mặt này. Khăn rửa mặt này thì sẽ là 50k một bịch nhá, 50.000 một bịch. Đấy, lên cho em là khăn rửa mặt 50k trên một bịch này là 10 chiếc, còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 trên 3 cái nhá. 50.000 là trên 10 cái một bịch, còn mua lẻ là 20.000 một bịch. Kích thước của nó thì là 30 x 50, cái này em bán rất là nhiều rồi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái lấy dây tai nhá, 20.000 một chiếc. Lấy dây tai như này, bộ lấy dây tai đa năng 20.000 một chiếc. Đây, nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái hộp đựng như này, có rong chống nước cũng điếc, các bác có thể treo vào móc khóa này, và 6 cây lấy tất cả. Đó, nó sẽ có cho các bác là 6 cây lấy như này. Đây. 2 4 6 cây lấy như này, to nhỏ lớn bé đầy đủ cho các bác luôn. 6 cây như này, giá sẽ là 20k nhá. Lên cho em là lấy dây tai đa năng, lấy dây tai đa năng. Giá sẽ là 20.000 thôi. 20.000 cái bộ lấy dây tai đa năng như này, các bác có thể treo vào móc khóa rất tiện ích này. Treo móc khóa rất tiện ích luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái mũ lông trẻ em 75.000 một chiếc. 75.000 chiếc. Cái này thì các bác có thể dùng cho các trẻ em hoặc là nói chung là người lớn tuổi cũng dùng được, dùng cho trẻ em được. Nó sẽ có một cái tấm kính chắn như này để chống
mưa gió này, chống mưa gió rồi chống bụi bẩn các bác đeo vào. Đây nó có cái meca như này nhá, có cái meca như này, meca nhựa trong như này. Có khóa này các bác lắp khóa vào đây chị em. Đấy lắp khóa vào đây là xong. Đấy và cái này thì hình con mèo rất là đẹp luôn. Rất con mèo con thỏ rất đẹp, chùm lên các bác đội vào cho trẻ em thì rất là tốt luôn. Đấy chống gọi là gió rồi là lạnh rồi nói chung là đa chức năng luôn. 75.000 cho một cái mũ trẻ em như này nhá. Tiếp theo là mũ trẻ em 75.000. Đó, mũ lông trẻ em 75.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tiếp theo thì em lên cho bác cái đầu chuyển mũi khoan như này nhá. Đấy, nó sẽ làm cái đầu chuyển mũi khoan như này. Thì các bác cứ lắp vào máy khoan thì các bác lắp đầu lục giác, đầu các loại đầu đều được hết nhá. Các loại mũi, các loại đầu đều được. Đấy, các bác không phải thay tháo mất công nữa nhá. Lên cho em là đầu chuyển mũi khoan, giá sẽ là 30.000 nhá. 30k cho cái đầu chuyển mũi khoan như này. Giá sẽ là 30k. Lên cho em là đầu chuyển mũi khoan nhá, đầu chuyển mũi khoan. Đầu chuyển mũi khoan này. Đấy. Chuyển mũi khoan. Giá sẽ là 30k nhá. 30k cho cái đầu chuyển mũi khoan như này. 30.000 một chiếc. Đấy, em sẽ có video trực tiếp cho bác xem luôn. Các bác này. Mũi vít nhanh ở bên em nhé. Bình thường các bác thay mũi vít rất là mất thời gian. Hôm nay em lên cho bác cái đầu chuyển mũi vít lục giác nhanh này, các bác sử dụng rất tiện lợi. Chỉ cần nhấn nhẹ là có thể tháo 5 mũi vít bao thích thì ủng hộ nha. Chỉ với hơn 10k các bác mua ngay một cái đầu chuyển đổi mũi vít nhanh ở bên em nhé. Bình thường các bác thay mũi vít rất là mất thời gian. Hôm nay em lên cho bác cái đầu chuyển mũi vít lục giác nhanh này, các bác sử dụng rất tiện lợi. Chỉ cần nhấn nhẹ là có thể tháo 5 mũi vít bao thích thì ủng hộ nha. Đấy, rất là tiện ích luôn, 30.000 nhá. Đầu chuyển mũi khoan, mũi vít. Tiếp theo thì sẽ là một cái mẫu sen cao su nhá. Đây nó sẽ là một cái đầu vòi sen kết hợp với lại dây luôn. Giá sẽ là đi lên cho em là cái này nó sẽ là sen cánh quạt nhá. Cái này bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là sen quạt nhá, 90.000 này, bao gồm là một đầu vòi sen, một dây này. Đấy và một cái công tắc đóng ngắt như này, công tắc đóng ngắt có cả điều chỉnh tăng giảm luôn. Lên cho em là sen quạt tăng áp, giá sẽ là 90k trong cái bộ sen quạt tăng áp như này nhá. 90.000 các bác này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái khóa chữ U nhá. Đây nó sẽ là một cái khóa chữ U như này. Giá sẽ là đi 80.000 cái khóa chữ U như này. Nó sẽ là dòng khóa số nhá, rất là tiện luôn. Các bác có thể dùng để khóa cổng, khóa cửa rất là tiện này. Đấy, đóng mở rất là ngon luôn. Khóa chữ U rất là tiện luôn các bác này. Đó, 80k cái khóa chữ U như này. Khi đổi mật khẩu thì các bác chỉ cần là xoay cái lẫy này cho em này, sau đó thì đổi xong các bác lại xoay lại nhá. Rất tiện ích luôn. Đó, các bác có thể đổi tùy ý, đổi theo số nào cũng được. Sau đó thì mình lại xoay lại là xong. Còn bên shop thì luôn để mặc định là dãy số 0 rồi. Lên mã giúp cho em đó là khóa chữ U. Giá sẽ là đi 80k nhá. 80k là khóa chữ U như này. Vâng, vừa rồi thì các bác đã được thưởng thức chất âm của con loa ngắn nha các bác nha. Con này thì các bác lên cho em là loa ngắn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 195.000. 195.000 cho con loa ngắn như này. Đấy, loa ngắn, lên cho em là loa ngắn 195.000. Tiếp theo thì em sẽ test cho các bác cái con này các bác bật nguồn thì các bác giữ lì, ấn lì này cho em nhá. Ấn lì này nhá. Đấy, ấn lì này này sẽ lên nó tắt này. Để các bác giữ cái phím nguồn này, ấn cho em. Đó, nó sẽ có 3 phím nhá. Các bác nhấn lì cho em.
và đằng sau của nó thì có hai chân, một chân cắm sạc này, một chân cắm USB và một chân cắm jack 3.5. Đó. Con này thì chất âm cũng cực kỳ là hay luôn. Tiếp theo thì em sẽ kết nối cho các bác cái chất âm của con loa gỗ dài này nhá. Con loa gỗ dài này thì sẽ là 260k nhá. 260.000. Lên thì em là loa gỗ dài 260.000 của nhá. Đấy. Loa gỗ dài này. Loa gỗ dài 260k. 260.000 cho con loa gỗ dài như này nhá. Loa gỗ dài. Các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy. Bật nguồn lên cho em. Nút nguồn đây. Các bác bật nguồn lên. Sau đó thì các bác vào, các bác kết nối vào Bluetooth này. Đấy, kết nối vào Bluetooth cho em. Đấy. Kết nối vào Bluetooth, sau đó thì mình sẽ nó sẽ dò nhá. Đấy, nó sẽ dò và nó sẽ ghép đôi thì cũng rất là đơn giản thôi. Đấy. Đấy, dò sau đó thì nó ghép đôi và là xong các bác nhá. Đó. Con này thì cũng chiều dài của nó thì vào khoảng 40 cm, chiều cao là 10 10. Đấy, cao 10, rộng 10. Đấy, chất liệu của nó thì vỏ bằng gỗ này, vỏ bằng gỗ rất là đẹp luôn, vỏ gỗ vân gỗ rất là đẹp và có các cái phím điều khiển này, có thêm cho các bác là cả cái giá đỡ điện thoại như này luôn, thì khi các bác sử dụng nó rất là tiện. Lên cho em là loa gỗ dài 260.000 bên shop bao ship đây các bác nhá. Đó, con này em đã kết nối vào Bluetooth nhá, nó sẽ có hai loa như này, hai loa hai bên này. Đó, mã của nó là SM520, cho to nhỏ ở đây nhá, to nhỏ thì là hai luôn các bác nhá. Con này thì vỏ của nó là vỏ gỗ vân gỗ rất là đẹp nhá. Đó, 260.000 cho con loa gỗ dài như này. Đấy, lên cho em là loa gỗ dài. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là chân cắm USB, thẻ nhớ, rồi đầu 3.5, cổng sạc vào, rồi nói chung là nguồn nhiếc các thứ đầy đủ luôn. Chất âm thì khỏi phải bàn rồi. Đó. Tiếp theo thì em sẽ lên cho bác con đài FM nhá, con đài FM. Con này cũng là 260.000, bên shop bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, các bác bật cho em chế độ FM này. Sau đó đây cái nút này là bật nguồn này. Đó. Bật nguồn. Sau đó thì mình bắt đầu mình dò thôi. Đó, đây. Dò đây các bác nhá. Đó. Các bác cứ để cho em chế độ FM, sau đó thì các bác dò. Các bác cứ dò từ từ là nó sẽ ra thôi. Khi dò này các bác dò chậm cho em nhá. Đấy. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nước ta đang trải qua quá trình chuyển đổi số với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, kỹ thuật, công nghệ và Internet. Có cả đồng hồ luôn các bác nhé, có cả đồng hồ luôn. Các bác tháo thêm cái lấy này ra này, gạt cái đồng hồ xuống là nó chạy này. Tuy nhiên, các đồng hồ này kim trôi, buổi tối các bác có thể để phòng ngủ được, không sợ bị kêu nhé. Tăng cường những giải pháp đảm bảo an toàn an ninh mạng trong tình hình mới. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong 6 tháng đầu năm, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cáp sạc này, một viên pin này. Đó, mà các bác cũng có thể lắp pin to được nhá. Rất ngon luôn. Đây là điều chỉnh đồng hồ này. Đấy. Nổi lên là hoạt động tấn công. Ngoài ra thì các bác có thể dùng tính năng MP3 nhá. MP3 thì các bác bật MP3 lên cho em. Sau đó thì các bác dò vào Bluetooth nhá. Dò vào Bluetooth này. Đó. Dò vào Bluetooth cho em. Đó. Sau đó thì các bác kết nối như bình thường. Con này thì giá sẽ là 260.000. Lên thì em là đài FM nhé. 260.000 bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó. Các bác dò cho em là đài FM này. Nó có cái mã đây này. NS8898BT này. Đó. Thì các bác cứ dò là nó sẽ ra thôi. Sau đó thì mình ghép đôi vào. Đây các bác nhé. Đó. To nhỏ đây các bác này. Con này thì nghe loa thì nó cũng bình thường thôi, nó sẽ không hay như là cái loa trên nghe, nhưng mà cũng nghe ok các bạn.
260.000, vừa có đài FM, vừa có loa, vừa có đồng hồ, bao ship về tận nhà, giá siêu hạt rẻ luôn. Chất âm thì nó sẽ không hay bằng 2 cái loa kia được các bác nhá. Khi các bác sử dụng tính năng FM thì các bác cho FM này. Đấy. Các bác sử dụng tính năng MP3 thì cho MP3 cho em nhá. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phản hấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu điện thoại 2 SIM 4G hàng của thương hiệu Nokia. Đấy, Nokia 105. Đấy, 4G Pro nhá. Lên em là điện thoại 2 SIM 4G, giá sẽ là 490.000. Bên em bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là một cái hàng cực kỳ chất lượng cho các bác nhé. Nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một điện thoại này. Đấy, một điện thoại Nokia này. Một điện thoại Nokia như này. Một viên pin nhá. Một điện thoại, một pin và một cáp sạc. Nói chung là đầy đủ cho các bác luôn. Combo cho các bác điện thoại SIM và cáp sạc. Và nó sẽ có cho các bác là bàn phím nổi cực kỳ dễ sử dụng luôn. Và có cho các bác là hai khai SIM nhé. Đấy, cái này hàng của hãng cho nên là nó rất là chắc chắn luôn. Đấy, các bác chỉ cần là đẩy cái lẫy ra cho em. Đấy, lắp SIM vào, hai khai SIM, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng Việt Nam nhé. Đấy, công ty sản xuất ở Việt Nam, hàng Việt Nam chất lượng cao cho các bác luôn. Đấy, một điện thoại, một SIM và một pin như này nhá. Combo cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 490.000. Đấy, lên cho em là điện thoại 2 SIM 4G 490.000 nhá. 490.000, hàng của thương hiệu Nokia. Tiếp theo là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi của Đức nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là nồi Đức 6 món nhá, giá sẽ là 700.000. Đó. Bộ nồi Đức này. Bộ nồi Đức. Nồi Đức 6 món, giá sẽ là 700.000 nhá. 700.000. Đấy, bên em bao ship và các bác phải cọc trước 200 nhá. Cọc 200.000 thì bên em mới gửi hàng nhá. Cọc trước 200.000, nồi Đức 6 món. Đầu tiên thì nó sẽ là một con xoong to nhất này. To nhất này. Hàng của thương hiệu Beijing này. Đấy, Beijing. Cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn nhá. Đó. Các bác có thể đun đa chức năng luôn. Bếp từ, bếp ga, bếp halogen, bếp hồng ngoại, các loại bếp cho em được luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 700.000. Đó. Đấy. Mặt kính cường lực nhá. Mặt kính cường lực như này. Tất cả đều là mặt kính cường lực. Con này thì sẽ là 5 lít nhá. 5 lít cho bác nhá. Con này 5 lít này. Tiếp theo là con nhỡ này. Con nhỡ con này sẽ là 4 lít này. Đấy. Đế của nó là đế 5 lớp nhá. Đế 5 lớp. Các bác có thể đun bếp từ, bếp ga, bếp halogen, bếp hồng ngoại. Siêu dày luôn các bác nhá. Siêu dày luôn. Đó. Tiếp theo là đến con 3 lít này. Con này nó sẽ là 3 lít nhá. 3 lít. Con này sẽ là 3 lít các bác này. Đó, con này sẽ là 3 lít này. Tiếp theo thì đến con 2 lít này. Đấy, con này là 2 lít này. Hàng nó dày lắm các bác. Dày, các bác nghe tiếng kêu là biết rồi. Hàng siêu dày luôn. Mặt kính cường lực nhá. Đấy, quai kiếc này. Mạ vàng rất là đẹp luôn. Tiếp theo là một con 2 lít vung lạch này. À, quai lạch này. Dày lắm các bác. Dày lắm. Và theo. Khá dày luôn. Đó. Chữ chìm này. Đó. Siêu dày chữ chìm luôn. Đó. Và một con chảo tráng đá chống dính. Đường kính của nó vào khoảng là 26-27cm. Đó. Đây. Rất dày các bác. Dày lắm. Đây. Cầm nặng chỉ trịch luôn. Đó. Giá thì sẽ là 700.000. Đấy. Combo cho các bác 6 món này. Đều là có vung hết nhá. Có vung hết nhá. Chảo này cũng có vung luôn. Các bác chiên rán xào nấu rất là tiện này. Có vung hết này. Đó. Con này thì sẽ là 700.000. Lên theo là bộ nồi Đức 6 món 700.000. Cọc 200.000 thì bên em mới đi đơn nhá. Đó. Giá thì cực kỳ hấp dẫn cho bác rồi. Bao gồm cho các bác là con này sẽ là 5 lít này, 4 lít này, 3 lít này và hai con 2 lít và một con chảo. Combo cho các bác 700.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một số cái mã ấm nhá. Ấm thì đầu tiên nó sẽ là một cái con ấm siêu tốc của Hàn Quốc này. Hàng của thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho con ấm siêu tốc của Hàn Quốc. Con này dung tích của nó sẽ là 2,5 lít nhá. 2,5 lít này. Đó, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ấm siêu tốc Hàn Quốc này. Đấy, điện 220V. 50Hz, 1500W và 2,5 lít.
130.000 nhá, 130k, ấm siêu tốc Hàn Quốc 130k này. Đấy. Tiếp theo nó sẽ là một con phích đun sôi này, phích đun sôi, hàng cũng của thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc. Con này thì vừa đun sôi vừa giữ nhiệt luôn. Đấy, giữ nhiệt nhá. Đấy, và cái này thì về nhà các bác cứ cho nước vào đây và nó sẽ giữ nhiệt cho các bác nhá, giữ nhiệt cho các bác. Các bác chỉ cần đặt vào cái khay này là xong. Vừa đun sôi vừa giữ nhiệt luôn. Đó, lên cho em là phích đun sôi. Giá sẽ là, các bác lên mã giúp cho em đó, con này nó sẽ là phích đun sôi nhá, phích đun sôi, hàng của thương hiệu Cuckoo này. Đó, Cuckoo. Con này thì dung tích của nó cũng là 3 lít cả vỏ nhá, 3 lít cả vỏ. Điện 220V và 1300W, 180.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc inox nhá, ấm siêu tốc inox 450.000. Chất liệu của nó thì bằng inox 304 này các bác này. Đó, đây. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. 2200W và dung tích của nó là 1,7 lít. Đấy. Con này thì dùng thì cực kỳ là đẹp rồi. 450.000, con này hàng của thương hiệu Kyler thì cực kỳ là xịn sò rồi. Lên cho em là ấm siêu tốc inox nhá. Đấy, giá của nó sẽ là, đây, điều khiển của nó đây này. Đấy. Giá của nó sẽ là đi 450.000. Đấy, bằng inox nhá, bằng inox. Tiếp theo thì sẽ là một con ấm siêu tốc Đức. Con này là 290.000. Con này thì có lưới lọc luôn. Nó sẽ có cái lưới lọc như này. Thì các bác có thể dùng để lọc trà, lọc cà phê, lọc các cái loại hạt cho vào đây đều được hết nhá, pha trà, pha cà phê các loại hạt. Con này thì giá của nó sẽ là 290.000, bên em bao ship đến tận nhà nhá. Chất liệu của nó thì bằng thủy tinh này. Đấy, của thương hiệu Mega House của Đức các bác. Nói chung là các bác cứ cắm vào xong là bật ra là bê ra là uống thôi. Rất là tiện. Đấy, có khách có khứa tiện lắm. Đó. Con này thì dung tích của nó sẽ là đi đây. Thông số con này các bác này. 2000W, 50Hz, 1,8 lít. Con này cũng rất là tiện luôn, đặt vào là xong, kết nối bằng đồng hết này. Đấy. Ấm siêu tốc Đức nhá. Đấy, 290.000. Tiếp theo thì một cái con bình 20 nhá. Lên cho em là bình 20 này. Bình 20. Bình 20 dung tích của nó sẽ là 2 lít và giá sẽ là đi 80k nhá, 80k. Đó. Bình 20 2 lít 80k. 80.000. Inox 304, dày dẫn chắc chắn, giá hợp lý cho bác luôn. 80k thôi. Tiếp theo thì sẽ là một con này nó sẽ là con bình pha trà nhá, bình pha trà, giá sẽ là 100k, 100.000 cho con bình pha trà như này. Con này thì dung tích của nó sẽ là đi 1 lít. Đấy, bình pha trà 1 lít. Con này thì các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, nói chung là cũng đa di năng luôn. Nó có lưới lọc như này nhá, có lưới lọc như này. Pha trà, pha cà phê, inox 316, dung tích 1 lít nhá. Đấy, lên cho em là bình pha trà nhá, bình pha trà. Đó, bình pha trà màu đen rất là đẹp luôn, 100k. Rồi ok. Chào các bác quay trở lại với shop phẩm huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhá. Hai số điện thoại em để ở dưới hai góc của màn hình. Các bác có thể xem tham khảo và đặt mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là kia máy đo huyết áp này. Đó. Lên cho em là máy đo huyết áp, con này giá sẽ là 160.000 thôi. Đấy, con này thì nó sử dụng pin. Về nhà các bác tự lắp pin con thỏ nhỏ vào nhá. Đấy, nó sẽ sử dụng là 4 viên pin con thỏ nhỏ này. 1, 2, 3, 4 viên pin con thỏ nhỏ. Về nhà các bác tự lắp vào cho em. Lên cho em là máy đo huyết áp, giá sẽ là 160.000 nhá. Bác nào chuyên bị huyết áp thì các bác nên sử dụng con máy này cho em. Rất là vừa tiền, chỉ có 160.000 thôi. Đấy, đo huyết áp, đo nhịp tim. Đo huyết áp, đo nhịp tim rất là tốt nhá. Máy đo huyết áp 160.000 này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ 5 khay inox siêu mỏng này. Giá sẽ là 50.000. 50.000 cho 5 khay nhá. Đấy, 5 khay. Đấy. Hàng thì gọi tên là siêu mỏng thôi nhưng mà cũng không đến nỗi đâu. Đó, và nó sẽ có nắp nhựa như này. Có nắp nhựa này các bác nhá. Đấy, có nắp nhựa này để các bác có thể đậy vào vệ sinh mình bỏ trong tủ hoặc là đựng thực phẩm rất là ok. Bộ 5 khay inox siêu mỏng giá sẽ là 50k nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cam mô hình nhá. Đây nó sẽ là một con đèn năng lượng thôi nhưng mà nó sẽ giả cam. Thì khi các bác sử dụng thì nó rất là tiện ích này. Giá sẽ là 100.000. 100.000 cho con này. Đó, ở đây các bác này. Lên mã giúp cho em đó là cam mô hình nhá, cam mô hình. Con này thì
nó tạm thời nó hết hết ấy rồi, nó hết pin rồi các bác nhá. Về nhà thì các bác cứ phơi ra ánh sáng có pin thôi, nó cũng rất là sáng luôn, rất tiện ích. Cam mô hình giá sẽ là 100.000 nhá. Tiếp theo thì sẽ là một con đèn tròn như này. Đấy, con đèn tròn dòng năng lượng mặt trời, cũng có cáp sạc có điều khiển cho các bác luôn, có cáp sạc có điều khiển đầy đủ nhá. Con này thì rất là sáng này, đó, có các chế độ sáng mạnh sáng vừa đây, nhấp nháy cảnh báo luôn, rất là tiện. Đấy, rất là nhỏ gọn như này, nhỏ gọn tiện dụng, giá chỉ có 80.000 thôi. Các bác có thể mang đi để sử dụng vào công trình, hoặc là khi mất điện thì ăn cơm ăn nước các bác có thể treo lên, nó rất là tiện luôn. Lên cho em là đèn tròn 80.000 nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là cái bộ ba hũ gia vị nhá, bộ ba hũ gia vị như này, rất là tiện dụng luôn. Các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm này, muối mắm mì chính tiêu điều này, rồi các loại hạt đều ok hết. Hàng nhựa nguyên sinh an toàn tuyệt đối luôn, lại có cả thìa như này, rất là tiện này. Đấy, bộ ba hũ gia vị đẹp như này, giá chỉ có 60 cành thôi. Con này thì dùng siêu tiện luôn, các bác chỉ cần là lấy tay lật nó lên như này là mình dùng được luôn, không cần dùng hai tay nhé, chỉ cần dùng một tay thôi. Một tay các bác lật và một tay các bác đẩy vào là xong. Đó. Giá thì sẽ là 60.000 cái bộ ba hũ gia vị như này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái khay khay úp cốc nhá, giá cũng có 60 cành thôi. Lên cho em là khay úp cốc này. Đấy, khay úp cốc bằng nhựa giả gỗ này. Khay úp cốc bằng nhựa giả gỗ siêu đẹp luôn. 60k một chiếc nhá. Đấy, nó bằng nhựa như này. Chiều dài của nó thì trên 40, chiều rộng thì trên 20. Rất tiện ích luôn. Đấy, lên cho em đó là khay úp cốc nhá. Khay úp cốc giá chỉ có 60k thôi. Tiếp theo thì nó sẽ là 10 cái khăn mặt của Hàn Quốc 50.000. Mua lẻ này sẽ là 20.000 ba chiếc nhá. Đấy. Kích thước của nó đây cái. Kích thước của nó sẽ là một chiều là 50 và một chiều là 30 nhá, 50 30. Chất liệu của nó là bông tự nhiên, thấm hút nước tốt, vệ sinh. Đấy, và giá thì rất hợp lý nhá. Lên cho em là khăn mặt Hàn Quốc nhá. Một chiếc 20.000 ba chiếc, và một bịch này là 50.000 cho 10 chiếc luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là cái đèn nam châm nhá. Đấy, con này thì rất là sáng luôn, có nam châm hít. Các bác có thể dùng để học hành rồi nói chung là các công việc đều được. Rất là sáng. Dòng này là dòng 20 mắt LED luôn nhá. 20 mắt LED rất là sáng và có nam châm hít như này, có dây, có nam châm hít đầy đủ. Giá chỉ có 65.000 thôi. Có nam châm hít này. Các bác có thể ngoắt nghéo như này rất là tiện này. Có dây, có nam châm hít, nói chung là đầy đủ cho bác luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Suzuki của Nhật nhá. Đấy. Suzuki của Nhật như này. Giá thì cực kỳ bình dân, chỉ có 65.000 trong con đèn này thôi. Cắm trực tiếp điện 220 cho em nhá. Cắm điện 220. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái đồng hồ báo thức nhá. Đồng hồ báo thức như này. Chất liệu của nó thì bằng nhựa. Đấy, giá là 70.000. Các bác cứ lắp pin vào là nó kêu thôi, lắp pin vào nó kêu và mình hẹn giờ thôi. Rất là tiện. Chuông cũng kêu khá là to luôn, thì các bác có thể dùng để tặng cho trẻ em nhà mình đi học này, hoặc các bác dùng để làm đồng hồ báo thức rất là tiện này. Đấy. 70k nhá, lên cho em là đồng hồ báo thức. Giá sẽ là 70.000. Giá thì siêu hợp lý cho các bác xem tham khảo và đặt mua. Đó. Các bác xem kênh thì đừng tiếc em một nút like nhá, một nút like, một nút đăng ký kênh. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái con máy xay khô 120 cành. Công suất của nó là 250W, điện 220V và dòng của nó là 50Hz. 150.000 thôi cho con máy xay khô như này. Xay cực kỳ là ngon luôn. 700ml các bác nhá, 700ml. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp, dày dặn chắc chắn. Các bác chỉ cần là cho cà phê, cho tiêu, cho điều vào đây mình xay thôi, rất là tiện. Máy xay khô 120.000. Tiếp theo thì các bác lên cho em nó là con massage 8B nhá. Đấy. Gối massage 8B. Đấy, con này thì rất là tiện luôn. Rất tiện luôn. Rồi, như dây. Rất tiện luôn. Đó, nó sẽ có 8 viên bi như này và có nút điều khiển ở đây. Đấy, con này thì các bác có thể để trên ô tô này. Cầm cả cái 16 bi đây. Hết rồi. Cắm nguồn vào này, các bác cắm nguồn trực tiếp điện 220 này, sau đó thì kết nối cho em này. Đấy, kết nối cho em. Đó, đây. Rất tiện luôn, bật lên này. Đấy. Nó sẽ có cả chế độ là massage hồng ngoại này, massage hồng ngoại và massage thường. Hồng ngoại thì giúp làm nóng này. Đấy, đánh tan mỡ này. Đó. Có các chế độ điều khiển ở đây. Nó rất tiện ích luôn. Các bác chỉ cần nằm lên. Đấy, nằm lên massage cổ vai gáy rất là tốt luôn. Đây. Lên cho em là massage 8B 170.000 nhá. Có cả cái tẩu này để các bác cắm ô tô được luôn nhá. Cắm ô tô, tẩu cắm ô tô, còn nguồn cắm trực tiếp. Lên cho em là massage 8B, giá sẽ là đi 170.000 thôi.
170.000 cho con gối massage 8i như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái lót bồn cầu nhá. Lót bồn cầu giá chỉ có 40 cành thôi. 40 cành cho một con lót bồn cầu như này, giá cực kỳ hợp lý rồi. 40k, có miếng dán sẵn đằng sau luôn các bác, chỉ cần bóc ra dán vào là xong. Dùng cho em hết mùa là các bác vứt đi, thay cho em cái mới cho nó vệ sinh sạch đẹp các bác nhá. Đó, vệ sinh sạch đẹp luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái găng tay cái này là cái gì nhỉ? Găng tay xe máy nhá, 50.000. Đấy, bên trên thì nó sẽ là vải chống nước này, bên dưới thì nó sẽ là cao su non chống trơn trượt này. Đấy, và có đai nhá. 50.000 cho một đôi như này thôi. Lên cho em là găng tay xe máy 50.000 có đai để các bác siết vào cái cổ này cho nó khỏi gió này. Đó, rất là ngon luôn, đi mùa đông mà dùng con này thì ok. Con này thì giá thanh lý cho các bác là 50.000 thôi, nếu mà bên ngoài các cái cửa hàng họ bán cho bác thì từ 80 đến 100.000 nhá. Hàng này nó sẽ là hàng Nhật cao cấp xịn sò cho các bác luôn. Đó, hàng này thì dùng rất là xịn này. Găng tay xe máy giá sẽ là 50k một đôi nhá, 50k cho một đôi găng tay xe máy như này. Giá sẽ là 50.000 nữa này. 50k cho một đôi găng tay xe máy này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái này nó sẽ là cái phủ bạt phủ xe nhá. Đây nó sẽ là một cái bạt như này, các bác dở ra mình phủ xe cho em, một chiều của nó là gần 2m và một chiều của nó là trên 1m. Đấy, nó sẽ là hình cái thuyền ấy. Các bác dở ra mình phủ lên cái xe máy, xe đạp cho nó nha. Đó, rất là tiện. Nhà các bác nào có xe mà không hay đi này, hoặc là hay đi nhưng mà lại để ngoài trời thì dùng con này rất là tiện luôn. Bạt phủ xe. Giá thì bỏ trang như này đi. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. 50.000 với cái bạt phủ xe như này. Bỏ cái này. Này bỏ cái này vào luôn. Giá chỉ có 50.000 các bác nhá. Bạt phủ xe 50.000 các bác này. Tiếp theo là set thìa đũa, giá sẽ là 65.000. Cái này thì hàng siêu thanh lý rồi. 65.000 cho 6 thìa và 6 đôi đũa. Sao nó lại rẻ thế các bác nhỉ? Đó, một cái xìa cực kỳ dày dẫn luôn. Xìa rất là dày dẫn nhá. Inox 304 chuẩn này, sáng bóng đẹp này, siêu dày luôn. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là 6 cái thìa và 6 đôi đũa, mà giá chỉ có cho các bác là đi 65.000, tính ra vào là đi 12 món. 12 món mà 65.000, tính ra mỗi món là đi 5.000. Mỗi món chỉ có 5k thôi các bác nhá, 5k thôi. Lên cho em là set thìa đũa 65.000 các bác nhá, 65.000. Tiếp theo là mùa đông đến nơi rồi. Đấy, không khí lạnh tăng cường nhá, quạt sưởi cho các bác này. Đấy, cắm trực tiếp cho em điện 220 này. Đấy, bật nguồn này. Đấy, có điều chỉnh tăng giảm nhiệt độ này. Đấy, tăng giảm nhiệt độ đây nhá. Đó đây, em điều chỉnh tăng này, tăng giảm nhiệt độ này. Đó, có hiện giờ này, có hiện giờ đến 12 tiếng này, tắt nguồn này. Hàng cảm biến hết nhá. Ngoài ra có cả điều khiển luôn. 145.000, siêu rẻ luôn, nóng hừng hực luôn các bác nhá. Bật phát nóng luôn. Đó. Có nút nguồn để tắt bật này, rất tiện luôn. Giá thì chỉ có 145.000 thôi. Cắm trực tiếp điện 220 nhá. Cắm trực tiếp điện 220 cho các bác luôn. Đó, cảm biến cực kỳ là nhạy. Đấy, có điều khiển này. Rất là ngon luôn. 145.000 cho con quạt. 145.000 cho con quạt nhá. Ngoài ra thì có cho các bác là áo sưởi luôn. Đấy, áo sưởi mùa đông 140.000, bao gồm một pin này. Đấy, một pin. Một pin một áo, áo sưởi nhá, áo sưởi mùa đông. Một pin một áo chỉ có 145.000 thôi. Áo này thì cỡ là từ 450.000 hả? 450.000 nhá, áo sưởi mùa đông nhá. Đó. Ở đây thì nó sẽ có nút nguồn này, bật nút nguồn này lên này. Đấy. Và lấy áo ra, bỏ vào túi này. Ở túi nó sẽ có con cáp nguồn như này nhá. Con cáp nguồn như này cắm trực tiếp vào kia cục pin này các em. Đó, cắm trực tiếp vào cục pin này. Đây là cái cáp sạc của pin này. Dung lượng của pin sẽ là 20.000 mAh. Đó, Japan, hàng của Nhật này, Japan Export này, sản xuất ở Nhật này. Đó, cắm nguồn vào đây cho em. Đấy, cắm nguồn vào đây này. Cắm vào đây. Các bác cắm vào đây cho em. Đó. Sau đó thì các bác bật nguồn lên này. Bật nguồn lên này. Giữ lì là nguồn nó sẽ lên cho em. Đó. Giữ lì là nguồn lên là các bác sử dụng thôi nhá. Đó. Hàng thì của thương hiệu Taki này. Đấy, Taki của Nhật nhá. Giữ lì cho em là từ 3-5 giây để cho cái nút nguồn nó lên và nó báo pin nhá. Đấy. Nút nguồn nó lên nó sẽ báo pin đây. Đấy, đây các bác này. Đấy, nó báo pin này. 4 viên pin này. Đó, báo pin đây các bác này. Đấy, pin sáng báo pin này. Sau đó thì các bác bắt đầu sử dụng thì mình bật cho em cái nút nguồn này lên này. Đấy. Giữ cái nút nguồn này lên này. Đó, là mình sử dụng thôi. Đấy, nguồn lên này, giữ nguồn nó lên màu đỏ này. Đấy là áo bắt đầu làm nóng rồi. Đấy, áo bắt đầu làm nóng nhá.
Đó, cái nút nguồn này để các bác có thể điều chỉnh các chế độ luôn này. Đó, các bác thấy không? Đây, xanh, đỏ, tím, vàng, trắng đây. 450.000 mà sử dụng tiện ích như này thì các bác nên mua. Khi sử dụng thì các bác bỏ luôn viên pin này vào túi này cho em. Đó, rất tiện luôn. Người già, đấy, những người cao tuổi hoặc là các bác hay đi lại di chuyển ở ngoài đường thì rất nên dùng cái con áo điều hòa này cho em. Cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, nên mã giúp cho em đó là áo sưởi nhá. Áo sưởi giá sẽ là 450.000. Bên em bao ship tới tận đầu giường cho các bác luôn. 450.000 thôi. Áo sưởi 450k. Bao ship đến tận nhà cho các bác. Dùng rất là tiện, mùa đông các bác có thể dùng năm nọ sang năm kia. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, các bác thấy không? Đây là các cái mẫu đèn LED của bên em này. Đèn lồng thì nay bên mẫu về hai shop, hai mẫu này, một mẫu 50 và một mẫu 80 nhá. Mẫu 50 thì giá là 250, giá siêu hạt rẻ luôn, 250.000 bao ship. Còn mẫu 80 thì giá sẽ là 290.000 nhá. Đối với mẫu đèn lồng này. Tiếp theo là LED pháo hoa này. LED pháo hoa thì sẽ là 140.000 đúng không? 140.000 cho mẫu LED pháo hoa này. Đó, mẫu LED ngọc này, LED ngọc đây. LED ngọc thì sẽ là đi có loại 10m là 80.000 và 20m là 120 nhá. Đó, bảo ghi lên cao. Em sẽ đi chi tiết từng mẫu một nhá. Mẫu này mẫu sẽ là mẫu đèn xoay này. Đó, mẫu đèn xoay này thì có sẵn đèn kèm với đuôi luôn và nó sẽ xoay liên tục như này. Các bác cứ cắm điện vào nó xoay nhá. Đó. Bật điện cho anh đi. Đó, rất đẹp luôn, cực kỳ lung linh luôn. Đây cơ mà. Đó, đây các bác này. Đó thì em sẽ bật điện lên và đi chi tiết cho các bác từng mẫu một, bật hết lên. Đó. Đây. Đấy, các bác thấy không? Không gian cực kỳ là hoành tráng luôn nhá. Đó. Đây, đầu tiên nó sẽ là mẫu đèn lồng này. Mẫu đèn lồng thì đang review trực tiếp cho các bác này rồi. Đó. Mẫu này là mẫu chữ tiếng Việt nhá, mẫu chữ tiếng Việt phục vụ cho người Việt mình. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng Nhật và phục vụ cho người Việt mình, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Phúc lộc thọ này, vạn sự như ý này, chúc mừng năm mới này, tấn tài tấn lộc này. Đó. Các bác nhá, rất là đẹp luôn. Đó. Giá thì sẽ là con đèn lồng, đèn lồng 80 này thì giá sẽ là 290 nhá. 80 này sẽ là 290.000 các bác nhá. 290.000. Bao ship tận nhà cho các bác luôn. Các bác cứ lắp đặt bình thường, lỗi bên em sẽ đổi mới cho các bác yên tâm sử dụng này. Tiếp theo là mẫu nhỏ 50 này. Mẫu nhỏ 50 này thì giá chỉ có 250.000 thôi. 250.000 cho cái mẫu nhỏ 50 này các bác nhá. Đó, 250.000. Đây, lắp đặt thì cực kỳ đơn giản thôi. Các bác có thể lên TikTok, các bác gõ là cách lắp đèn lồng nhá. Cách lắp đèn lồng rất là đẹp luôn các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp, cực kỳ hoành tráng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá siêu tốt cho các bác rồi. Giá siêu tốt cho các bác rồi. Mẫu đèn lồng siêu đẹp luôn các bác nhá. Mẫu đèn lồng này thì bên em về nó sẽ có hai mẫu như này nhá. Một mẫu 50 là 250 và mẫu 80 là 290 này. Đó, đó sẽ là mẫu đèn lồng của bên shop này. Tiếp theo thì mẫu bông lúa này, các bác lên cho em là bông lúa vàng nhá. Bông lúa vàng, một bó này của nó sẽ là có 10 bông. Một bó này sẽ có 10 bông nhá. Đó, đây em đang cắm là hai bó này. Mỗi bó này là 10 cành nhỏ. Đây, mỗi bó này là 10 cành nhỏ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 nha. 130.000 thì cái mẫu bông lúa vàng như này. 130k. Một bó này nó sẽ có 10 cành nhỏ nhá. 10 cành nhỏ. Chiều cao của nó thì từ 6 đến 70cm. Đây. Đấy, một cành nhỏ của nó như này các bác này, một cành nhỏ như này. Đó, rất đẹp luôn các bác nhá. 10 cành nhỏ này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái LED kim cương các bác này. Đây. Đây nó sẽ là cái LED kim cương này. Đây, LED kim cương như này. Đó, thì con này thì cắm trực tiếp điện luôn. Nó sẽ là dòng là từ 3 đến 50 mét nhá. Từ 3 đến 50 mét như này. Có điều khiển này. Đó, LED kim cương. Lên cho em là LED kim cương nhá. Đó, LED kim cương. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi các bác lên cho em là LED kim cương 70.000 nhá. Đấy, LED kim cương 70.000 cái LED kim cương như này thôi. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì LED pháo hoa thì các bác đã trông thấy rồi. LED pháo hoa là 140.000 nhá. 140.000. Đó. LED pháo hoa 140.000 cái LED pháo hoa như này. Rất đẹp luôn. Nhiều chế độ nháy, nhiều màu sắc nha, đa màu sắc có điều khiển để các bác điều chỉnh này. Đó. Tiếp theo thì các bác lên cho em đó là cái bóng xoay nhá. Bóng xoay. Con này thì sẽ là 60.000 cái bóng xoay như này. 60k thì cái bóng xoay như này nhá. Giá sẽ là 60.000. Có sẵn cả ấy luôn. Có sẵn cả công tắc này. Đấy, công tắc tắt bật này. Các bác không dùng thì mình có thể tắt đi bật lên này. Đấy, có công tắc tắt bật này. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là
cả đuôi cả công tắc tắt bật và cả đèn như này nhá, cả đuôi cả đèn công tắc tắt bật lên cho em đèn xoay 60.000 này. Tiếp theo là cái led ngọc này. Led ngọc này thì các bác có thể sử dụng ngoài trời hoặc trong nhà đều được hết nhá. Trong nhà hoặc ngoài trời đều được hết nhá. Đấy, nó là sẽ sợi led ngọc như này. Các bác có thể ném xuống nước cũng ok. Đấy, cái này thì nó không có chân, không có ổ cắm đâu. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào cái ổ điện thoại nhà mình thôi. Đó, và nó chỉ có chân USB này thôi nhá. Chân cắm USB này về cắm vào cái cục nguồn nhà mình. Đấy, và cái led pháo hoa này nó cũng chỉ có chân USB thôi, còn nó không có củ nhá. Đấy, không có củ. Cái led ngọc này thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là 10m là 80.000 và 20m là 120.000 nhá. Đây, như cái quận này là 10m này, 10m thì 80.000 và các bác muốn lấy gấp đôi thì nó sẽ là 20m là 120.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái mẫu nháy năng lượng. Các bác lên mã giúp cho em là nháy năng lượng nhá. Đây, nháy năng lượng như này các bác này. Đó, nháy năng lượng 120.000, nó sử dụng bằng năng lượng mặt trời. Đấy, sử dụng bằng năng lượng mặt trời. Đấy, ở đây có cái nút nguồn đây các bác, bật nguồn lên cho em này. Đó, bật nguồn là nó sẽ lên. Đấy, đây đèn nó đã lên rồi các bác này. Đèn lên này. Sau đó thì Phương ơi. Giờ cô giao anh tí, đèn lên như này. Và các bác có thể điều chỉnh ở đây nhá. Đây nó sẽ có một nút nguồn và một cái nút điều chỉnh chế độ nháy này. Lưu ý các bác khi sử dụng con này ấy thì các bác phải nếu ban test ban ngày thì các bác phải che cái mặt pin đi cho em. Đấy. Rất sáng luôn các bác nhá. Đó, rất sáng và rất nhiều chế độ nháy luôn. Đó thì nó sẽ có hai mẫu, một mẫu là đa màu sắc và một mẫu là nguyên màu vàng nhá. Đấy, mẫu này là đa màu sắc này. Còn mẫu này là nguyên màu vàng đây, em bật cho các bác xem. Đó. Cái này thì nó sẽ là nguyên màu vàng như này. Đó. Có cái công tắc đây, cái này là nguyên màu vàng nhá, nguyên màu vàng. Đó. Và cái này là đa màu sắc này. Cái này của nó thì phải dài tới mấy chục mét luôn, rất là dài bạn, rất là dài đẹp. Và cái này thì hàng chống nước ngoài trời, dùng nó rất là đã như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn, chỉ có 120.000 thôi. Bật điện lên, 120.000 lên cho em là nháy năng lượng nhá. Đấy, nháy năng lượng, bật lên đi. Nháy năng lượng 120.000. Đó, đây nó sẽ có tấm pin như này. Và có sẵn cái chân cắm là các bác cắm trực tiếp xuống dưới đất cho em, hoặc là các bác có thể để chỗ nào, để chỗ nào có ánh sáng là xong. Đấy, ban ngày thì nó sẽ là tự tắt nhá, ban ngày tự tắt và ban đêm thì nó sẽ tự bật thôi, rất là tiện các bạn. Đấy, ban ngày tự tắt và ban đêm nó sẽ tự bật cho các bác. Đó, lên cho em là nháy năng lượng 120.000 một quận như này. Một quận này chắc của nó phải được đến 20-30 mét ấy. Rất là dài và nhiều bóng luôn nhá, rất dài nhiều bóng luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Vạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mẫu lót bồn cầu nhá. Lên cho em là lót bồn cầu, cái này thì nó khá là nhiều màu thì cũng rất là màu sắc rất là đẹp luôn, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Cái này thì giá thanh lý cho bác giá chỉ có 40k thôi. Lên cho em là lót bồn cầu, giá sẽ là 40k cho một cái lót bồn cầu như này nhá. Cái này ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác là băng dính hai mặt đây rồi. Về nhà các bác chỉ cần bóc ra là mình dán vào cho em là xong. Rất bền bỉ luôn, mùa đông khi các bác đi vệ sinh thì nó sẽ bị lạnh thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, nó là bằng mút nhá, bằng mút xốp thế này thì không bị lạnh này, rồi vệ sinh cái thứ rất là sạch sẽ, khô ráo, thoáng mát. Nó lên cho em là lót bồn cầu, giá sẽ là 40k một chiếc nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mã đèn thần tài này. Lên cho em là đèn thần tài, giá của nó sẽ là đi 60k nhá, 60k cho cái đèn thần tài như này thôi. Cái này thì các bác có thể đập tay như này nó sẽ sáng hoặc tắt này, hoặc các bác có thể thổi này. Đó, các bác có thể thổi. Nhưng mà trước khi sử dụng thì phải bật cho em cái công tắc này lên. Đó, bật công tắc này lên nhá. Đó, gõ này sẽ lên này. Và có chiết áp tăng giảm luôn để các bác có thể điều chỉnh độ sáng, độ tối để phù hợp và cũng như là tiết kiệm pin nhá. Đó, và nó sử dụng sạc, có kèm cáp sạc luôn. Lên cho em là đèn thần tài, giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho em đèn thần tài như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái đồng hồ led mẫu mới nhá. Mẫu này mẫu cũ nhá. Đồng hồ led cũ các bác nhá. Đấy, đồng hồ vẫn tên như thế gì? Đồng hồ led cũ nhá, đồng hồ led cũ. Cái này thì có đầy đủ cho các bác là dây cáp như này, về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình nhá. Đây có dây cáp về cắm vào củ sạc điện thoại này. Đó, nó sẽ cập nhật cho các bác là ngày giờ này, nhiệt độ này, độ ẩm các kiểu luôn. Đó, ngày giờ, nhiệt độ các thứ nhá. Hiện giờ giết đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Và con này thì cái diện tích của nó sẽ là chiều dài là đi 16 này, chiều cao là 6 phân và chiều đua ra, chiều rộng của nó là tính cả cái phần này là nó vào khoảng 3 đến 4 phân nhá. Đó.
Thì lên mã giúp cho em đó là đồng hồ led cũ này, giá sẽ là 140.000 nhá. Lên cho em là đồng hồ led cũ, đồng hồ led cũ này, giá sẽ là 140k đấy. Và ngoài ra thì bên shop có cho bác cái mẫu đồng hồ led mới này đấy, thì con này nó sẽ to hơn và số của nó thì nó là thuộc dạng dãy số điện tử đấy, dãy số điện tử có chân đẻ như này nhá, và cũng có cáp kết nối này, có cáp kết nối cho bác luôn, cắm cáp ở đây cho em đó, cắm ở đây. Và con này thì nó cũng là kết nối chân USB, thì về nhà các bác cắm USB vào cho em đó, có chân luôn, có chân có cáp như này đấy. Đây thì em đang cắm vào cái chân của cái đèn pin đó, đây đấy, thì nó sẽ là chân USB, nguồn của nó là nguồn USB nhá, nguồn sạc điện thoại đấy. Nó sẽ cập nhật cho các bác là lịch này, nhiệt độ này, rồi ngày tháng đầy đủ cho các bác luôn đấy. Thì nó cũng rất là đơn giản thôi, có hiển thị số ở đây các bác nhá đó, thì các bác có thể là điều chỉnh này đấy, nhiệt độ bây giờ đang là 25 độ C này đấy, rồi là ngày giờ, nói chung là đầy đủ, các bác có thể cài đặt ở đây nhá đó, rất tiện ích luôn. Giá thì sẽ là lên cho em là đồng hồ led mới, giá ưu đãi hơn một chút, giá của nó sẽ là đi 101 nhá, đồng hồ led cũ, lên cho em là đồng hồ led cũ, giá sẽ là 110.000 nhá, 110k, 110k lên cho em là đồng hồ led cũ. Con này của nó thì nó sẽ to rộng hơn đấy, chiều đây, chiều cao của nó thì vào khoảng là 10 cm, và chiều rộng của nó thì vào khoảng là 22-23 cm, đồng hồ led cũ này đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nháy 5 chùm nhá đấy, các bác lên cho em là nháy chùm, nháy chùm hay là 5 chùm nhỉ, led 5 chùm à, led 5 chùm nhá. Con này thì rất là đẹp luôn, các bác có thể treo lên cây này, hoặc là treo lên trước hiên nhà rất là đẹp. Một bộ của nó thì sẽ là bao gồm là 5 chùm như này đấy. Dòng này nó là dòng led ngoài trời, các bác dùng thoải mái luôn, ngoài trời thoải mái, không lo bị mưa rột các bác nhá, mưa ảnh hưởng đây đấy. Cắm nó sẽ lên như này, và đây thì nó sẽ là các cái chùm led như này, về nhà các bác có thể dỡ ra này đấy, dỡ ra như này đó, sau đó thì mình treo nó lủng lẳng ở bên dưới cây này rất là đẹp luôn đó, dưới tán cây này hoặc dưới hiên nhà này đó. Nó sẽ rất là nhiều chế độ nháy khác nhau nhá, nhiều chế độ nháy khác nhau, có sẵn nguồn rồi, sử dụng điện trực tiếp điện 220V, rất là đẹp này đó. Nó sẽ là một cái chùm led như này các bạn này, một cái chùm led như này, ban đêm thì rất là đẹp luôn đó. Tắt điện cho anh tí nha, tắt điện này thôi đấy. Đây 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 đấy, công tắc ấy, tắt hết đi đây, các bạn thấy không đó, đây đấy, nó nháy rất là đẹp nhá, các bạn thấy không đây đấy, các bạn này đó, có các chế độ nháy luôn đó. Đây, nháy nhanh nháy chậm đầy đủ cho các bác luôn. Và mỗi một chùm của nó khi các bác dở ra nó sẽ được như này các bác này. Đó, rất là đẹp, ban đêm thì tuyệt vời luôn. Nhất là cái này treo lên cây rất là hợp nhá. Nó xòe ra như này, trông nó rất là nhẹ nhàng thanh mảnh và rất là hợp lý. Giá thì sẽ là đi 85k thôi nhá. 85k lên cho em là led chùm. Giá sẽ là 85k nhá. 85.000 cho một cái bộ led chùm như này. Lên cho em là led chùm. Giá sẽ là 85.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu đó là cái Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là led 8 thanh nhá. Led 8 thanh, giá của nó sẽ là đi 90k nhá. 90k cho cái bộ led 8 thanh này. Led 8 thanh. Đây thì nó là một cái dạng led, nó dạng như là một cái thanh như này đó, thì thanh dài khoảng 6-70 phân gì đấy các bạn đấy, 6-70 phân, led nháy rất là đẹp luôn, nó rất nhiều kiểu nháy, nhiều màu nháy. Ở đây nó sẽ có sẵn cho các bác một cái cục nguồn như này rồi, về nhà các bác cứ cắm điện là sử dụng thôi đấy các bạn, theo rất đẹp luôn đó. Lên cho em là led 8 thanh nhá, 2 này 4 này 6 8, nó có 8 thanh như này, mỗi thanh của nó thì vào khoảng là 45-50 cm đó. Đây có sẵn một cái cục nguồn như này rồi, về nhà các bác cứ thế là cắm là mình răng ra trước cửa, hoặc là trước hiên, hoặc là cây cối, hoặc là trong nhà đều được hết. Con này thì giá của nó sẽ là đi 90.000 nhá, 90.000 lên cho em là led 8 thanh, giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mẫu đèn pin cảnh sát Nhật nhá, đèn pin cảnh sát Nhật, một đèn một cáp sạc này, hộp đựng các thứ cực xịt xò luôn, có ấy này,
có chống phá kính này, đấy, có nam châm hít này, rồi có phá kính này, rồi có sạc ra cho điện thoại này, có còi hú báo cảnh động này, đây, có còi hú này, rồi có la bàn này, có còi hú có la bàn này, đấy, rất là tiện ích các bác nhá, đó, rất là tiện ích luôn, đây, đấy, rất tiện ích luôn, còi hú la bàn các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Chiều dài của con này thì nó sẽ vào khoảng là 21 cm, chiều rộng của nó thì nó vào khoảng là 5-7 cm, cả cái phần thân này, đấy, có nam châm hít luôn các bác này, đấy, nam châm hít luôn, đầy đủ các kiểu con đà điểu luôn, ánh sáng thì khá là tốt luôn, ánh sáng khá là tốt luôn. Đấy, đầu tiên nó sẽ là pha dọi này, đây công tắc của nó đây, đấy, công tắc ở đây, đấy, pha dọi thì cũng rất là sáng luôn, các bạn thấy không, pha dọi rất là sáng này, điểm sáng rất là lớn luôn, đây các bạn này, đó, pha dọi đây, ban ngày mà còn như này là ok rồi nhá, điểm sáng rất là lớn luôn, pha dọi này. Tiếp theo thì đến cho các bác là cái các bác cứ giữ lì thì nó sẽ là ánh sáng trắng này, đấy, giữ lì nữa thì nó sẽ là ánh sáng nhấp nháy cảnh báo này. Đấy, và các bác cứ giữ lì thì nó lại chuyển đèn cho các bác nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi 180.000. Lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật. Đèn pin cảnh sát Nhật giá sẽ là 180k cho con đèn pin cảnh sát Nhật như này. 180.000, giá siêu là rẻ luôn. Tiếp theo thì các bác lên cho em là thanh mài kéo nhá. Mài kéo đúng không? Lên cho em là mài kéo 20.000. Đây nó sẽ là một cái đầu như này để các bác chuyên dùng để mài kéo cho em. Dùng rất là tiện ích luôn. Lên cho em là mài kéo. Giá của nó sẽ là đi 20k nhá. Lên cho em là mài kéo này. Mài kéo giá sẽ là 20k thôi. 20.000 cái mài kéo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái gối gối ngải cứu nhá, gối ngải cứu. Con này thì về hả? Con này thì về các bác cắm vào cái chân USB cho em nhá, cắm vào chân USB cho em. Giá sẽ là 100.000. Chiều dài của con gối này thì nó vào khoảng là đi 45 cm, chiều rộng thì vào khoảng là 13-14 cm. Con này thì nó sẽ là bên trong thì nó có cái dụng cụ để làm nóng này, rồi có ngải cứu này, rất là thơm luôn nhá, rất là thơm luôn. Đấy, thì về nhà các bác chỉ cần là đây, đây nó sẽ là các cái loại lá ngải cứu như này và làm nóng rất là tốt luôn nhá. Đó, về nhà các bác cứ cắm trực tiếp vào chân USB cho em là mình sử dụng thôi. Đấy, cứ cắm là nó sẽ nóng dần lên, mình dùng nó rất là thích. Đấy, các bác dùng để mình gối đầu, đặc biệt là mùa đông lạnh như này, có công tắc để điều chỉnh tăng giảm ở đây. Đó, giá sẽ là 100.000 cái gối ngải cứu như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái set bàn chải VIP này, 45.000 cho 1 2 3 4 5 6. Lên cho em là set bàn chải VIP, giá sẽ là 45.000 một set như này. Đấy, một set này của nó thì bao gồm là 6 chiếc. Hàng này thì hàng của Nhật nhá, chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu trên răng. Nó sẽ là bàn chải VIP, loại VIP rồi. Đó, con này thì giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn, chỉ có cho các bác là 45.000 cho 6 chiếc. Đấy, tính ra là vào chưa đến 10.000. Bao nhiêu nhỉ, 6 nhân nó vào khoảng trên 7.000, trên 7.000 thôi. Bàn chải VIP nhá, xét bàn chải VIP chuyên trị viêm nếu lại đau lợi chảy máu trên răng, xét bàn chải VIP 45.000 6 chiếc này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái ổ vàng nhá, giá sẽ là 45k cho một cái con ổ vàng như này. Lên cho em là ổ vàng 45.000. Hàng này cũng là hàng chống va đập này, ổ vàng này, đấy, 45.000 này. Đấy, tiếp theo thì ổ này nó cũng là màu vàng, thì em gọi tên nó là ổ B1 nhá, ổ B1 như này. Con này thì cũng là chống va đập này, có 1, 2, 3 chân cắm này. Đó, lên cho em là ổ B1, giá sẽ là ổ B1 65k nhá, 65k cho cái ổ B1 như này. Đấy, ổ B1 65.000, 3 ổ cắm, 1 đèn báo. Về cả nhà các bác xoáy ốc này ra đấu vào, nó cũng là hàng chống va đập nhá, đều là hàng chống va đập hết nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là cái ổ đúc này. Ổ đúc thì nó sẽ là dòng ổ đúc 3 chân như này, giá sẽ là 50.000 cho cái ổ đúc 3 chân như này, có đèn báo nhá, 50.000 có đèn báo. Ổ đúc 3 chân các con này thì các bác có thể dùng ở nhà này hoặc là chiến công trình này, cắm cực kỳ là chắc luôn nhá. Ổ đúc 3 chân 50.000. Phích cắm thì giá sẽ là 20.000. Phích cắm này thì có đèn báo luôn, các bác dùng cắm các loại máy móc đều ok hết, chân của nó bằng đồng như này nhá. Đó, chân bằng đồng như này. Lên cho em đó là phích cắm nhá, phích cắm giá sẽ là 20k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con thước rút tự hãm này. Đầu tiên nó sẽ là con 5m, giá sẽ là 40k cho em 5m như này. Đấy. 5m này, 40.000 nhá. Rút này nó sẽ tự hãm này, rút tự hãm. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, Japan này. Đó. Con 5m này thì giá sẽ là 40k này, 40.000. Đó. Tiếp theo là con 7m rưỡi là 50.000. Đây, con này là 7m rưỡi này. Đó, 7m rưỡi.
50k nhá, 50k. Đó, rút ra từ hãm này các bác, ấn thì nó sẽ vào này. Bản thước to này, độ cứng rất là tốt luôn, số to rõ ràng này. Đó. Đấy, con này thì sẽ là 7,5m là 50.000 và con 10m thì sẽ là 60k nhá, 60k cho em thước 10m thế này. Đó. Rút ra là tự hãm này, rất là tiện luôn. Đó. Thước rút tự hãm nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là túi túi đựng rau nhá. Đấy, đây túi đựng rau như này, túi zip để đựng rau. Đấy, nó sẽ là một cái túi sẵn như này các bác này. Đấy. Các bác có thể bỏ rau, các cái loại rau thực phẩm. Đấy, thịt thà vào đây đều được hết nhá. Đấy. Túi đựng rau thực phẩm này. Đấy. Thì các bác lên cho em là túi zip đựng rau thực phẩm. Giá thì nó sẽ là đi bao nhiêu nhỉ? 40.000 cho 3 loại nhá. 40.000 cho 3 loại như này. Đó. 40.000 cho 3 loại như này. Đấy. Nó sẽ có một loại là đi 20 một loại là 27 x 28 x 20 này. Đấy. Một loại là đi 18 nhân với lại 20 này. Và loại này thì nhỏ hơn. Loại này của nó sẽ là đi 14 nhân 14. Giá là 45.000, hôm nay bên em sẽ thanh lý cho các bác là 30.000 nhá, 30k. Đấy, 30.000 cho 3 hộp như này. Túi đựng rau nhá. Đấy, lên cho em là túi đựng rau. Túi đựng rau thịt đều được hết. Đấy, đựng rau thịt túi zip như này. Lên cho em là túi đựng rau hàng của Nhật nhá. Giá sẽ là 30.000 cho 3 bịch như này. Có 3 cỡ khác nhau. Đấy, bán theo lô như này, 30.000 3 bịch này. Tiếp theo thì sẽ là cái đây. Đấy, cái nước hoa Ấn Độ nhá, nước hoa Dubai, made in Dubai. Giá sẽ là 60k nhá. 60k cho một hộp như này. 1 2 3 4 5. Đấy. Lên cho em là nước hoa Dubai nhá, nước hoa Dubai. Một hộp này của nó sẽ là 5 chai. Nó là dòng nước hoa chiết siêu thơm luôn. Giá thì siêu hợp lý, chỉ có 50.000 thôi. Đấy. Tiếp theo thì sẽ là cái đầu chuyển cưa nhá. Cái này thì các bác có thể lắp cưa, lắp vào mũi khoan, máy khoan, máy mài đều được hết nhá, để mình chuyển cưa, mình cưa sắt, cưa gỗ đều được hết. Đầu chuyển cưa. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 70k nhá. 70.000 cho cái đầu chuyển cưa như này, 70.000. Đó. Đây các bác này, đấy mình lắp vào, mình lắp vào là mình sử dụng thôi. Các bác có thể cắt sắt rồi là cắt các cái loại gỗ đều ok hết nhá. Đấy, thấy chưa? Rất là ngon luôn. Đi cực kỳ là mượt luôn. Được cái mũ kia ra. Đấy, đi rất là mượt luôn. Lấy cả cái mũ nồi này. Đó. Rất là tuyệt vời các bác nhá. Đấy. Lên cho em đầu chuyển cưa, giá thì chỉ có 70.000 thôi. Tiếp theo thì con đèn 4 cánh nhá. Lên cho em là bóng đèn 4 cánh. Con này thì giá của nó sẽ là đi 40.000. Công suất là 28W, đèn 4 cánh, giá sẽ là 40k nhá. 40.000 cho con bóng đèn 4 cánh như này. Bỏ ra chỗ cái bóng kìa. Tiếp theo thì mẫu mũ nồi này, mũ nồi 100.000 một chiếc. Bên em có hai màu, màu nâu và màu đen. Đấy, màu nâu và màu đen. Lên cho em là mũ nồi 100.000 một chiếc, có màu nâu và màu đen nhá. Đội cực kỳ là ngon luôn. Đấy, mùa đông như này các bác đội nó rất là vừa xinh, ấm đầu. Đó. Các bác muốn cái dòng cao cấp hơn một chút thì chúng ta sẽ đến với mũ lưỡi chai, mũ lông lưỡi chai. Đấy, cái này thì nó sẽ là mũ lưỡi chai và có kèm cái lông để đậy tai như này. Các bác không dùng thì mình ấn lên. Đấy, còn các bác dùng thì mình gập nó xuống, che tai rất là tốt luôn. Đấy. Lên cho em là mũ lông lưỡi chai, giá sẽ là 70.000 nhá, 70.000. Ngoài ra thì bên shop có một cái loại siêu VIP hơn. Đấy. Ấm nóng hơn, đó là mũ ông già. Con này thì nó sẽ là đầy đủ cho các bác này, lông này, chùm tai, chùm mặt này, rồi có cả khẩu trang đi kèm luôn. Lên cho em là mũ ông già nhá. Giá của nó sẽ là đi 145.000. 105.000. Đó. Lên cho em là mũ ông già. Giá sẽ là 105k. Đó, 105.000 cái mũ ông già như này. Đấy. Thì mũ ông già 105, mũ lưỡi chai là 70.000 và mũ mũ nồi thì giá của nó sẽ là 100.000 tròn. Đó, 100.000 tròn. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy các bác nhá. Ngoài ra thì mùa đông đến rồi thì bên shop về cho bác cái mẫu đó là cái quạt sưởi này. Giá sẽ là 145.000 cho con quạt sưởi như này. Cắm trực tiếp điện 220 này. Đấy, cắm trực tiếp điện 220. Đây. Đấy. Và cảm biến hết nhá. Các bác chỉ cần là chạm vào nút nguồn thì nó sẽ lên này. Đấy. Thứ nhất là nhiệt độ này. Nhiệt độ ở đây nó đang báo là 25 độ C này. Đấy, đang báo là 25 độ C này, có thể tăng giảm nhiệt độ ở đây này. Đấy, có thể tăng lên tới là 32 độ là cao nhất nhá, và có thể giảm nhiệt độ này.
có hẹn giờ này, 1 tiếng này, 2 tiếng, 3 tiếng này, hàng thông minh nhá. Đó, có nút nguồn tắt bật này, rất là ngon luôn, bật phát nóng luôn, bật phát nóng luôn. Các bác có thể để trong nhà tắm này, nhà vệ sinh, toilet này, khi nào mình vào mình ngồi thì mình dùng bật lên này, hoặc là ở bàn làm việc này, hoặc là trong phòng ngủ này. Hàng này cực kỳ là tiện ích luôn đối với chống chọi với mùa đông giá lạnh nhá. Đó, cảm biến nhá, hẹn giờ nhá. Hẹn giờ này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này. Đấy, hiện giờ đây nó sẽ có cho các bác là 12 tiếng luôn. Có thể hiện giờ 12 tiếng tăng giảm nhiệt độ. Nói chung con này thì dùng cực kỳ thích luôn. Ngoài ra thì nó lại có cho các bác là cả điều khiển luôn, với sợ chứ. Cả điều khiển luôn, sợ không? Các bác có thể dùng trực tiếp qua điều khiển này, không cần phải đi lại nhá. Giá thì chỉ có 145.000 cho một con quạt sưởi này thôi. Em nói thật các bác mua hết, dùng hết mùa đông ném đi cũng được, không quan trọng. 145k lên cho em là quạt sưởi nhá, dùng cực kỳ là ngon luôn, cầm chắc tay nhá. 145k cho con quạt sưởi như này. Con này các bác nên mua trang bị cho mỗi phòng một chiếc. Đấy, 145.000 lên cho em là quạt sưởi nhá. Đang chuẩn bị rét đến nơi rồi, các bác mua khẩn trương, không còn hàng đâu. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái khay úp cốc nhá. Đấy, khay úp cốc bằng nhựa giả gỗ rất là đẹp luôn. Con này thì giá rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. 60.000 cho cái khay úp cốc như này, siêu đẹp luôn các bác này. Đó. Kích thước của nó thì cơ bản là cái chiều dài của nó thì vào khoảng là 35cm. Đấy, 40cm, rất dài luôn. Dài 40, rộng của nó là 25. Đấy, 40 rộng 25. Lên cho em là khay úp cốc. Con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000, siêu hạt rẻ luôn. Nó bằng nhựa rất là chắc chắn, rửa giấy vệ sinh rất tiện. Để trên bàn mình úp cốc, khi nào rửa thì mình mang đi hết, hoặc là mình mang đi nguyên cái khay đi đổ cũng được. Tiếp theo thì nó sẽ là một con ổ trắng vuông nhá. Lấy cho em cái ổ trắng, anh cái ổ trắng dài đây. Ổ trắng vuông này là 100.000 cho cái ổ trắng vuông như này. 100.000. Đấy. Ừ. Thì ở đây nó sẽ có dây, dây này dài khoảng là trên dưới 2 mét nhá. Đấy, trên dưới 2 mét này. Có công tắc đóng ngắt này, có đèn báo này. Đấy, có đèn báo, các bạn thấy không? Có đèn báo rất là tiện luôn, vừa làm đèn báo vừa làm đèn ngủ được luôn này. Đó. Và có công tắc đóng ngắt này. Có cho các bác là đi 1 2 3 4 5 6 chân cắm USB luôn. Máy thoải cắm luôn, 6 chân cắm USB, 6 chân cắm điện thoại. Giá chỉ có 100.000 thôi. 100.000 cho con ổ trắng vuông như này. Dây dài khoảng trên dưới 2 mét, thoải mái dùng luôn. Ổ trắng vuông nhá. Đấy. Thì các bác có thể để trên mặt bàn, mặt tủ mình sử dụng luôn. Chiều rộng là 14 và chiều dài là 18. Rất xinh xắn luôn. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái ổ trắng xanh này. Ổ này thì lên cho em là ổ trắng xanh nhá. Lô thì về màu trắng, lô thì về màu xanh. Lên cho em là ổ trắng xanh nhá. Đấy, ổ trắng xanh, còn kia là ổ trắng không thôi. Ổ trắng xanh, ổ trắng vuông, còn này ổ trắng xanh dài nhá. Giá sẽ là đi 60k thôi, 60.000. Nó sẽ có cho các bác là 3 chân USB và cũng 6 ổ cắm. Có công tắc đóng ngắt và có đèn báo nhá. Đèn báo cũng rất là sáng luôn, nhưng mà dây của nó thì nó sẽ ngắn hơn một chút. Đây, có đèn báo này. Đấy, đèn báo sáng này. Dây nó ngắn hơn một chút thôi. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phẩm huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu điện thoại 2 SIM 4G hàng của thương hiệu Nokia. Đấy, Nokia 105. Đấy, 4G Pro nhá. Lên cho em là điện thoại 2 SIM 4G, giá sẽ là 490.000. Bên em bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là một cái hàng cực kỳ chất lượng cho các bác nhá. Nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một điện thoại này, đấy, một điện thoại Nokia này, một điện thoại Nokia như này, một viên pin nhá, một điện thoại, một pin và một cáp sạc, nói chung là đầy đủ cho các bác luôn. Combo cho các bác điện thoại SIM và cáp sạc, và nó sẽ có cho các bác là bàn phím nổi cực kỳ dễ sử dụng luôn, và có cho các bác là hai khay SIM nhá. Đấy, cái này hàng của hãng cho nên là nó rất là chắc chắn luôn. Đấy, các bác chỉ cần là đẩy cái lẫy đi ra cho em. Đấy, lắp SIM vào hai khay SIM. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng Việt Nam nhá. Đấy, công ty sản xuất ở Việt Nam. Hàng Việt Nam chất lượng cao cho các bác luôn. Đấy, một điện thoại, một SIM và một pin như này nhá. Combo cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 490.000. 490.000. Đấy, lên cho em là điện thoại 2 SIM 4G 490.000 nhá. 490.000. Hàng của thương hiệu Nokia. Tiếp theo là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi của Đức nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là nồi Đức 6 món nhá, giá sẽ là 700k. Đó. Bộ nồi Đức này. Bộ nồi Đức. Nồi Đức 6 món, giá sẽ là 700k nhá. 700.000. Đấy, bên em bao ship và các bác phải cọc trước 200 nhá. Cọc 200k thì bên em mới gửi hàng nhá.
cọc trước 200.000, nối đứt 6 món. Đầu tiên thì nó sẽ là một con song to nhất này, to nhất này, hàng của thương hiệu Beijing này. Đấy, Beijing cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn nhá. Đó, các bác có thể đun đa chức năng luôn, bếp từ, bếp ga, bếp halogen, bếp hồng ngoại, các loại bếp cho em được luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 700.000. Đó. Đấy. Mặt kính cường lực nhá, mặt kính cường lực như này. Tất cả đều là mặt kính cường lực. Con này thì sẽ là 5 lít nhá. 5 lít. 5 lít cho bác nhá. Con này 5 lít này. Tiếp theo là con nhỡ này. Con nhỡ con này sẽ là 4 lít này. Đấy. Đế của nó là đế 5 lớp nhá. Đế 5 lớp. Các bác có thể đun bếp từ, bếp ga, bếp halogen, bếp hồng ngoại. Siêu dày luôn các bác nhá. Siêu dày luôn. Đó. Tiếp theo là đến con 3 lít này. Con này nó sẽ là 3 lít nhá. 3 lít. Con này sẽ là 3 lít các bác này. Đó, con này sẽ là 3 lít này. Tiếp theo thì đến con 2 lít này. Đấy, con này là 2 lít này. Hàng nó dày lắm các bác. Dày, các bác nghe tiếng kêu là biết rồi. Hàng siêu dày luôn. Mặt kính cường lực nhá. Đấy, qua kiếc này. Mạ vàng rất là đẹp luôn. Tiếp theo là một con 2 lít vung lạch này. À, quay lạch này. Dày lắm các bác, dày lắm. Qua theo. Khá dày luôn. Đó, chữ chìm này. Đó, siêu dày chữ chìm luôn. Đó. Và một con chảo tráng đá chống dính, đường kính của nó vào khoảng là 26-27 cm. Đó, đây, rất dày các bạn, dày lắm. Đây, cầm nặng chịch chịch luôn. Đó, giá thì sẽ là 700.000. Đấy, combo cho các bác 6 món này, đều là có vung hết nhá. Có vung hết nhá, chảo này cũng có vung luôn. Các bác chiên rán xào nấu rất là tiện này. Có vung hết này. Đó, con này thì sẽ là 700.000. Lên theo là bộ nồi đức 6 món 700.000, cọc 200k thì bên em mới đi đơn nhá. Đó, giá thì cực kỳ hấp dẫn cho bác rồi. Bao gồm cho các bác là con này sẽ là 5 lít này, 4 lít này, 3 lít này và hai con 2 lít và một con chảo. Combo cho các bác 700.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một số cái mã ấm nhá. Ấm thì đầu tiên nó sẽ là một cái con ấm siêu tốc của Hàn Quốc này, hàng của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho con ấm siêu tốc của Hàn Quốc. Con này dung tích của nó sẽ là 2,5 lít nhá. 2,5 lít này. Đó, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ấm siêu tốc Hàn Quốc này. Đấy, điện 220V, 50Hz, 1500W và 2,5 lít. 130.000 nhá. 130k, ấm siêu tốc Hàn Quốc 130k này. Đấy. Tiếp theo nó sẽ là một con phích đun sôi này, phích đun sôi. Hàng cũng của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc. Con này thì vừa đun sôi vừa giữ nhiệt luôn. Đấy, giữ nhiệt nhá. Đấy, và cái này thì về nhà các bác cứ cho nước vào đây và nó sẽ giữ nhiệt cho các bác nhá. Giữ nhiệt cho các bác chỉ cần đặt vào cái khay này là xong. Vừa đun sôi vừa giữ nhiệt luôn. Đó, lên cho em là phích đun sôi. Giá sẽ là, các bác lên mã giúp cho em đó, con này nó sẽ là phích đun sôi nhá. Phích đun sôi, hàng của thương hiệu Cúc Cu này. Đó, Cúc Cu. Con này thì dung tích của nó cũng là 3 lít cả vỏ nhá. 3 lít cả vỏ. Điện 220V và 1300W, 180.000, 180.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc inox nhá. Ấm siêu tốc inox 450.000. Chất liệu của nó thì bằng inox 304 này các bác này. Đó, đây. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. 2200W và dung tích của nó là 1,7 lít. Đấy. Con này thì dùng thì cực kỳ là đẹp rồi. 450.000 con này, hàng của thương hiệu Kyler thì cực kỳ là xịn sò. Lên cho em là ấm siêu tốc inox nhá. Đấy, giá của nó sẽ là, đây, điều khiển của nó đây này. Đấy, giá của nó sẽ là đi 450.000. Đấy, bằng inox nhá, bằng inox. Tiếp theo thì sẽ là một con ấm siêu tốc Đức. Con này là 290.000. Con này thì có lưới lọc luôn. Nó sẽ có cái lưới lọc như này. Thì các bác có thể dùng để lọc trà, lọc cà phê, lọc các cái loại hạt cho vào đây đều được hết nhá. Pha trà, pha cà phê, các loại hạt. Con này thì giá của nó sẽ là 290.000, bên em bao ship đến tận nhà nhá. Chất liệu của nó thì bằng thủy tinh này. Đấy, của thương hiệu Mega House của Đức các bác. Nói chung là các bác cứ cắm vào xong là bật ra là bê ra là uống thôi. Rất là tiện. Đấy, có khách có khứa tiện lắm. Đó. Con này thì dung tích của nó sẽ là đi đây. Thông số con này các bác này. 2000W, 50Hz, 1,8 lít. Con này cũng rất là tiện luôn. Đặt vào là xong. Kết nối bằng đồng hết này. Đấy. Ấm siêu tốc Đức nhá. Đấy, 290.000. Tiếp theo thì một cái con bình 20 nhá. Lên cho em là bình 20 này. Bình 20. Bình 20 dung tích của nó sẽ là 2 lít và giá sẽ là đi 80k nhá. 80k. Đó.
bình 20 2 lít 80 cành, 80.000. Inox 304, dày dẫn chắc chắn, giá hợp lý cho bác luôn, 80k thôi. Tiếp theo thì sẽ là một con này nó sẽ là con bình pha trà nhé, bình pha trà giá sẽ là 100k, 100.000 cho con bình pha trà như này. Con này thì dung tích của nó sẽ là đi 1 lít, đấy, bình pha trà 1 lít. Con này thì các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, nói chung là cũng đa di năng luôn. Nó có lưới lọc như này nhá, có lưới lọc như này. Pha trà, pha cà phê, inox 316, dung tích 1 lít nhá. Đấy, lên cho em là bình pha trà nhá, bình pha trà. Đó, bình pha trà màu đen rất là đẹp luôn, 100 cành. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra của WeShip và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm rất hot trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái mẫu bếp ga coi nhá, bếp ga. Đó. Bếp này thì nó sẽ là bếp ga và nó sẽ có hai mẫu, một mẫu là màu đen mặt kính cường lực và một mẫu là màu trắng mặt thép nhá. Đấy, nó là thép trắng không gỉ nhá, thép trắng không gỉ. Đó. Đây, ở đây là cái chân khay của nó này. Khi bên em gửi cho các bác thì cái chân chắn gió này nó sẽ rời. Về nhà các bác lắp đặt vào cho em. Đấy, và nó sẽ gấp lên gấp xuống được như này các bác nhá. Đó, gấp lên gấp xuống được như này. Rất là tiện dụng luôn. Khi mà các bác lau chùi rửa ráy nó rất là tiện dụng này. Hàng thì cực kỳ dày dẫn mà chắc chắn luôn. Cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn đây. Đấy. Cái này thì khi các bác sử dụng thì mình chỉ cần là nhấn như này thôi, nhấn xoay như này là nó sẽ chạy nhá. Đấy, hai bếp như này. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Kia cổng lắp ga này các bác này, cổng lắp ga đây. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Đây, các cái thông số của nó này. Đấy, các thông số của nó đây. Rất chất lượng luôn các bác nhá. Đó, các bác thấy không? Đây, các thông số của nó đây. Đấy, các bác xem cái thông số của nó đây. Đó. Đây. Đây. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Hàng này thì nặng lắm. Đấy, hàng của Nhật này, Tokyo Japan này. Đó, Tokyo Japan nhá. Đó, hàng Tokyo Japan của Nhật, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là bếp ga đại nhá. Bếp ga đại giá sẽ là 1.850.000. Đấy, bao ship và các bác phải cọc trước 200 thì bên em mới đi đơn nhá. Cọc trước 200 thì mới đi đơn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đôi pin đây, một cái đôi pin này, một cái đôi pin như này. Đó. Đôi pin này về nhà các bác lắp vào cho em. Đó. Các bác lắp vào cái phần đánh điện ở dưới này. Đây nó có cái phần hai cái hộp pin này các bác này. Đấy, nó có cái phần hai cái hộp pin này các bác nhá. Có cái phần hai cái hộp này. Hai cái này để các bác lắp pin vào. Lắp pin vào cho em. Đó, lắp pin vào là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện. Đó. Hàng này thì cực kỳ là chất lượng cho các bác rồi. Mặt của nó là mặt kính cường lực nhá. Mặt kính cường lực cực kỳ là ngon lành luôn. Các bác thấy không? Đó. Mặt kính cường lực rất là ok luôn. Đó. Đây thì nó sẽ là mặt kính cường lực nhá. Chiều dày của nó thì vào khoảng là 8 ly nhá. 8 ly, gần 1 phân. Đó, còn đây thì dòng này của nó sẽ là dòng mặt bằng thép trắng không gỉ nhá. Thì có hai mẫu như vậy, các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Các bác muốn lấy mẫu nào cho em thì lấy. Đó, có hai mẫu cho các bác lựa chọn, hai mẫu như này. Đó. Các bác lên cho em là bếp ga đại nhá. Thì em sẽ đo cái thông số cho các bác xem. Đây em đo cái thông số cho các bác xem nhá. Đó. Con này thì cái chiều dài của nó sẽ là 75 này. Chiều dài là 75 nhá, chiều dài 75. Đó. Chiều rộng của nó thì sẽ là đi 43. Đấy, và cái chiều cao của nó thì nó vào khoảng gần 10 cm. Chiều cao gần 10 cm. Đó. Đó là cái mã. Các bác lên mã giúp em là bếp ga đại nhá, 1.850.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái bông lúa các bác này. Đây. Đây nó sẽ là một cái bông lúa như này. Thì em sẽ cắm điện test thử cho các bác xem. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhá. Hai số điện thoại em để dưới hai góc màn hình đây thì các bác có thể xem tham khảo và đặt mua hàng. Đấy thì đây, cái bông lúa vàng như này. Thì bông lúa vàng này chiều cao của nó là tính cả cái phần chân này là chiều cao tổng thể của nó thì vào khoảng là đi 2 này, 4 này, 6 nó vào khoảng là 65 đến 70 cm nhá. Và một bó này thì nó sẽ có tổng cho các bác là 10 cành. Đấy, một bó này là 10 cành và nó có nguồn trực tiếp như này rồi. Có cái nguồn trực tiếp này rồi, về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em là xong. Cắm trực tiếp điện 220 là ok nhá. Các bác lên cho em là bông lúa vàng nhá. Bông lúa vàng giá sẽ là 130.000 trên một bó. Đây. Khi em gửi cho các bác là nguyên đai nguyên kiện 130.000 một bó như này. Có sẵn nguồn của nó sẽ là nguồn cắm điện 220V nhá. Điện 220V các bác cắm trực tiếp cho em. Đó, và một bó như này, một bó như này. Màu sắc thì nó rất là đẹp như này thì các bác có thể để ban thần tài này, ban thờ các thứ rất là đẹp luôn. Các bác thấy không? Đấy, một cái bó lúa như này lên màu khi mà điện nó lên thì rất là đẹp luôn nhá.
các bác có thể cắm thành chùm, hoặc là các bác có thể cắm trang trí ở ngoài sân vườn thì mình có thể cắm dài ra. Đấy, tại vì cái này khi mà các bác dở ra thì nó sẽ có khoảng cách nhất định. Một cây của nó thì nó sẽ có khoảng cách là vào khoảng là mấy chục phân đấy. Đây. Đấy, nó có khoảng cách như này, tầm khoảng 3 40 phân một cây. Thì tùy theo các bác có nhu cầu sử dụng như nào thì các bác sử dụng thì các bác ấy vào cho em. Đấy. Các bác nhu cầu sử dụng như nào thì các bác cắm vào cho em. Đó, nó sẽ có chân cắm như này. Các bác có thể cắm vào lọ lục bình ở ban thần tài này, hoặc là cắm vào sân vườn này, nói chung là cắm vào đâu cũng được. Tùy theo nhu cầu và mục đích của các bác thôi. Giá thì bên shop gửi tới các bác cái giá rất hợp lý rồi. Lên mã giúp em đó là bông lúa vàng nha. Bông lúa vàng giá sẽ là 130.000 một bó này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái áo sưởi mùa đông nhá. Áo sưởi mùa đông 450.000 bên em bao ship này. 450.000 bên em bao ship thì nó sẽ là một con áo kèm pin luôn. Đó, đây nó sẽ là một cái áo như này. Thì mùa đông các bác mặc vào rất là ấm luôn nhá. Đấy, một con áo như này này. Đấy, một con áo như này. Kèm thêm cho các bác là một cái viên pin nhá. Một cái viên pin. Lên cho em là áo sưởi nhá. Áo sưởi. Một viên pin và một cáp sạc luôn, một viên pin một cáp sạc. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật đấy, hàng của Nhật này, của thương hiệu Taki Japan này, đó, Taki Japan. Dung lượng pin của nó thì sẽ là 20.000 mAh nhá. Và có chân sạc như này để các bác cắm sạc này. Đấy, có các cổng chân sạc ra sạc vào đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Đấy, và ở túi này thì nó sẽ có cho các bác là một con nguồn như này để các bác cấp điện cho nó này, cấp điện cho nó, cắm ở đây cho em. Đó, các bác cắm vào cái chân nguồn này cho em này. Đấy, các bác cắm ở đây cho em. Sau đó thì mình bật nguồn lên thôi. Đây, ở đây nó sẽ có nút nguồn này, các bác bật nguồn lên cho em. Đó, bật nguồn lên cho em, nút nguồn ở đây. Đó, hàng thì hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn nha. Về nhà các bác cắm sạc vào cho em nhé. Cắm sạc vào cho em là ok, bật nguồn lên. Đó, rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn, bật nguồn lên. Dung lượng pin của nó là 20.000 mAh, pin cực khủng luôn. Đó, đây, bật nguồn lên các bác này, đây. Đấy, pin nó sẽ lên này các bác này. Đấy, như này là đang hoạt động rồi này. Pin lên rồi nhá. Pin lên như này đang hoạt động, có báo pin rồi. Đó. Và các bác để vào cái túi này cho em luôn. Bỏ vào cái túi này. Đó, sau đó thì mình mặc vào. Nó sẽ giữ ấm cho cơ thể rất là tốt luôn. Đây em sẽ mặc thử cho các bác xem luôn nhá. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp mặc thử cho các bác xem này. Đấy, mặc vào. Rất là ngon luôn đây. Đấy, con này thì là em đã gì rồi? Em đã cho điện vào rồi. Đấy. Thì các bác cứ thế là mình mặc vào thôi. Mặc vào sau đó thì mình cài khuy vào cho em. Đó. Các bác xem kênh yêu quý em thì hãy dành ra cho em 30 giây nhá, nhấn like. Đấy, nhấn like, nhấn đăng ký kênh ủng hộ em. Đó, đây. Và các bác cứ mặc như này thôi. Mặc như này sau đó thì mình sẽ mặc thêm các cái loại áo phụ nữa ở bên ngoài để cho nó giữ ấm cho cơ thể nhá. Đó. Và khi các bác mặc vào thì là nó sẽ giúp làm nóng cơ thể rất là tốt luôn. Đấy, cái viên pin này thì nó cũng không đến mức là quá nặng đâu. Thì các bác cứ để trong túi này là xong. Đó, lên mã giúp cho em đó là áo sưởi nhá. 450.000 cho cái áo sưởi như này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, mùa đông chuẩn bị đến rồi. Và các bác cũng nên sử dụng cho mình một cái áo sưởi như này để giữ ấm cơ thể này. Đấy, khi các bác ra ngoài hoặc ở nhà hoặc là buổi tối đi ngủ thì mặc vào. Cái này thì nó có cái độ giãn nhá. Có độ giãn cho nên là các bác mặc cũng ok thôi. Đấy, người em thì là 70 cân, 70 cân mình em mặc, còn rộng như này thì các bác 8-90 cân cũng mặc ok nhá. 8-90 cân cũng mặc ok. Kể cả nếu các bác mặc, nếu bác nào mặc chật thì các bác mình không cần phải kéo khóa nữa. Đấy, mình có thể để giãn nó như này được, để giãn này cho nó ok hơn. Đó, thì tùy theo nhu cầu mục đích của các bác nhá. Các bác lên mã giúp em đó là áo sưởi nhá. Áo sưởi 450.000, có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này, một cái cáp sạc như này. Và hàng của thương hiệu Taki của Nhật nhá. Taki của Nhật đây. Đấy, Taki Japan các bác này. Đó. Taki Japan của Nhật, hàng của Nhật, nội địa Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng của Nhật thì các bác yên tâm mà sử dụng thôi. Đấy, độ chất lượng của nó thì khỏi bàn rồi. Từ những cái chất áo này, bình thường nếu các bác mua một cái áo xịn như này để về mình dùng không thôi, nó cũng đã mất vài trăm nghìn rồi nhá. Mà đây cả pin luôn. Bên trong của nó sẽ là một cái lớp nỉ này, nỉ bông rất là mịn này, nỉ bông rất là mịn luôn. Đó, rất là êm ái nhá. Đó. Và khi các bác sử dụng thì đây nó sẽ có nút nguồn này. Đấy, nút nguồn đây. Các bác cắm cáp và sau đó thì bật cái nút nguồn này lên cho em là ok nhá. Bật nút nguồn này lên là nó sẽ tính năng sưởi nó sẽ lên, nó giữ ấm cho cơ thể luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là áo sưởi, giá sẽ là 450.000. Tiếp theo bên shop về cho các bác một cái mẫu sưởi nữa. Đó là quạt sưởi nhá. Quạt sưởi 140.000 thôi. Con này thì nó sử dụng điện 220V. Đấy, đây. Lên cho em là quạt sưởi nhá. Sử dụng điện 220V.
các bác có thể cắm trực tiếp điện vào để mình sử dụng thôi, rất là tiện luôn nhá. Đó, rất tiện ích luôn. Đây, lên mã giúp cho em đó là quạt sưởi nhá. Giá sẽ là 140.000. Thì các bác chỉ cần về rút cái này ra, cắm điện 220V nhá. Sau đó thì các bác nhấn công tắc này cho em này. Đấy, đây, cắm trực tiếp điện 220V như này, em cắm điện này. Đấy, cắm điện. Sau đó thì các bác nhấn cái công tắc này. Đây. Đấy, sau khi cắm điện thì các bác nhấn cái công tắc này cho em này. Đây. Đấy, à, có cái công tắc sau này các bác nhấn lên này. Đấy. Đây. Các bác cắm điện vào cho em. Đấy. Con này thì nó có cả điều khiển luôn, có cả điều khiển luôn các bác nhá. Đấy. Cắm một phát là nóng luôn các bác này, cắm một phát là nóng luôn. Đó. Đây. Và có cả cái phím nguồn đây này. Đấy. Nó sẽ báo nhiệt độ cho các bác này. Đây. Nó đang chạy này. Đấy, cái này của em thì nó hơi bị lỏng một tí. Đây các bác. Các bác nghe tiếng gió nó kêu chưa? Đấy, gió nó kêu ù này. Đấy. Cái này nó có báo nhiệt luôn nhá, có báo nhiệt luôn. Đây, nhiệt độ của nó đang là 25 độ này. Đấy, 25 độ nhá. Có báo nhiệt luôn. Và cái này thì chạy một phát là nóng luôn. Chạy phát là nóng luôn các bác nhá. Đó. Rất là tiện luôn. Và cái phím nguồn này thì rất là tiện này. Nó là cảm ứng nhá. Các bác có thể bật lên và xuống cảm ứng như này. Có đèn báo luôn, rất là tiện luôn nhá. Đó. Giá thì cực kỳ hợp lý cho bác luôn, chỉ có 140.000 thôi. Con này thì dùng rất là tiện. Các bác không dùng nữa thì mình có thể là mình rút ra, tắt nguồn đi. Đó, đây nó sẽ có cái nút nguồn này các bác này. Đấy. Tắt đi, bật lên ở đây và nút nguồn ở đây nữa nhá. Cắm một phát là nóng luôn, các bác thấy nó rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, có một cái quạt như này để nó thổi nhiệt ra. Và con này thì dùng rất là đã luôn nhá. Đấy, dùng rất là đã luôn. Giá thì chỉ có 140.000 cho một cái con quạt sưởi như này thôi. Đó. Lên mã giúp cho em đó là quạt sưởi nhá. Quạt sưởi 140.000 một chiếc. Có cả điều khiển cho các bác luôn. Con này thì các bác nên dùng. Đấy, chuẩn bị vào mùa rét rồi. Chuẩn bị mùa rét đến nơi rồi các nhá. Chuẩn bị đang có không khí lạnh rồi thì các bác cứ mua dần đi. Đó, có tăng giảm nhiệt độ này. Đấy, tăng giảm nhiệt độ ở đây và có cả hiện giờ luôn. Đấy. Thì nó sẽ là khá là đầy đủ các cái tính năng cơ bản cho các bác luôn nhá. Đó. Đầy đủ các tính năng cơ bản cho các bác luôn. Đấy. Đầu tiên thì các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy. Bật nguồn lên cho em, các bác thấy không? Đó. Bật nguồn thì đơn giản thôi. Đấy, đây tắt nguồn đi này. Đấy, bật nguồn lên này. Đấy, tăng giảm này, tăng nhiệt độ lên này. Các bác muốn nhiệt độ bao nhiêu thì các bác tăng lên cho em này. Đấy, em đang tăng lên 31 độ này, 32 này. Đó. Và giảm ở đây này. Và có hiện giờ nhá, hiện giờ 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng này. Hàng cực kỳ thông minh luôn. Ngoài ra các bác có thể dùng qua điều khiển này nhá. Tắt đi này. Đó, rất tiện ích nhá. 140.000 cho cái con quạt sửa như này. Giá siêu hợp lý cho các bác rồi. Các bác chả đi đâu mà mua được một cái quạt sửa mà cái giá nó khá là hợp lý như này. Giá quá hời như này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái khóa của Đức nhá. Khóa của Đức. Một cái bộ như này thì bao gồm cho các bác là 4 chìa luôn, 4 chìa. Và dòng này thì nó sẽ là cái dòng chìa tròn và chống cắt nhá. Chìa tròn chống trộm chống cắt cho các bác luôn. Đây. Đấy. Hàng của Đức thì các bác yên tâm sử dụng rồi. Đấy. Chống trộm chống cắt to như ngón tay cái các bác này. Đấy, rất là to luôn. Đấy, thì khi mà các bác đã khóa vào thì không thể bập vào đâu được. Và có 4 chìa cho các bác sử dụng luôn. Chìa là chìa tròn, hàng made in Germany này. Made in Germany, hàng của Đức luôn. Đó. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Giá thì sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cái ổ khóa Đức như này. Lên cho em là khóa Đức 130.000 nhá. 130.000 một cái bộ ổ khóa Đức như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy xay khô nhá, máy xay khô. Đấy, con này thì sử dụng trực tiếp điện 220 luôn. Đó. Sử dụng trực tiếp điện 220. Đây em sẽ xay cho các bác xem. Đó. Đấy nhá. Đó. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em này. Đấy. Đây. Cắm trực tiếp điện 220 luôn. Sau đó thì các bác đặt cho em là vào cái phần ấy này nhá, vào cái phần lẫy này. Đấy, sau đó thì nhấn xay này, đây. Thấy không? Đấy, các bác có thể xay đỗ, xay lạc, xay tiêu, xay điều này, xay các loại hạt đều ok hết nhá. Lên cho em là máy xay khô, giá sẽ là 120k nhá. 120k. Đấy, 120.000 cho con máy xay khô này. Máy xay khô nhá, xay khô. Đó, máy xay khô 120.000 một chiếc thôi. Sử dụng điện 220V. Khi các bác sử dụng thì nhấp đậy cái nắp này vào đúng cái lẫy này cho em này. Sau đó thì nhấp là nó xoay. Xoay cực kỳ nhạy luôn đấy. Gạo các bác này, gạo đỗ lạc xay được hết nhá. Đấy, giá thì cực kỳ hợp lý rồi. 120.000 cho con máy xay khô như này. Giá khá là hợp lý cho các bác luôn. Máy xay khô 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con máy rót rượu này. Máy rót rượu nhá. Đấy, 270.000 cho con máy rót rượu như này. Thì nó sẽ có 3 bộ phận. Thứ nhất là một thân máy này. Một thân máy như này nhá. Một cái khay để các bác đựng rượu này.
Và cái khay nhựa này thì các bác cho đá vào dưới nhá, 270.000. Máy thoát rượu tự động. Đó, 270.000 thôi. Tết nhất đến nơi rồi. Đấy các bác mua về để mình nhậu nhạt thì mình rót rượu nhá. Đấy các bác cho rượu vào đây cho em. Cái chén này là của em nhá. Các bác bật nguồn này lên này. Đấy, sau đó thì chỉ cần đặt vào đây là rượu nó tự chảy này. Đó, bác thấy không? Đó, tăng lên một chút nhá. Đây. Đấy. Cái này là cái chén của em nhá. Chén này để em test thôi chứ còn là khi các bác nhận hàng thì nó chỉ có máy thôi. Đấy các bác thấy không? Rất là ngon lành luôn nhá. Đều như vắt chanh luôn, hai chén các bác này. Đó, hai chén này. Đấy, tắt đi bật lên này, đấy nhá. Đấy, khi các bác sử dụng thì các bác bật nguồn lên cho em này. Bật nguồn lên sau đó thì mình đẩy cái thông số lên một chút để chọn cái lượng rượu này, đặt vào này. Đó, các bác thấy không? Đó, rất ok luôn. Đó, đây, rất ok nhá. Đây, hai chén bằng nhau tan tát nhá. Chén chú chén anh nhá các bác nhá. Đó, tắt nguồn đi này. Đó. Đây, em hướng dẫn lại nhá các bác. Bật cái nút nguồn này lên cho em này. Bật cái nút nguồn này lên này, sau đó thì tăng lượng rượu lên một chút này. Đặt chén vào này. Đó, thấy không? Rất ngon luôn nhá. Đó, rất ngon luôn. Đó. Rồi, không dùng nữa lại tắt nguồn đi. Con này thì nó dùng cáp sạc, các bác có thể cắm sạc nhá. Cắm sạc cho em. Đấy. Nó có cái phần cáp sạc ở đít này. Đây, cắm sạc ở đít này cho em. Đó. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn, bên shop bán rất là nhiều rồi, 270.000. Tiếp theo thì lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu đồng hồ hẹn giờ nhá. Đồng hồ hẹn giờ đây. Đấy, đây nó sẽ là một con đồng hồ hẹn giờ như này. Có chuông lắp nhá. Chất liệu của nó thì bằng nhựa thôi. Và có hẹn giờ như này, về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đấy. Cái này thì về nhà các bác lắp cho em cái pin con thỏ nhỏ vào nhá. Lắp pin con thỏ nhỏ vào. Dùng rất là tiện luôn. Đồng hồ hẹn giờ mini rất là đẹp như này. Đó, lắp pin con thỏ nhỏ cho em. Giá thì siêu hợp lý cho các bác rồi. Giá siêu hợp lý cho các bác rồi nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ hẹn giờ này. Đây thì về nhà các bác lắp pin đồng hồ bình thường nhá. Đấy, cái này bên em bán là không có kèm pin đâu, không kèm pin. Thì về nhà các bác lắp pin vào cho em. Giá sẽ là 70k nhá. 70k cho một con đồng hồ báo thức như này. Đấy, lên cho em là đồng hồ báo thức. Đấy, đồng hồ báo thức giá sẽ là 70k nhá. 70k một em đồng hồ báo thức như này. Đó, hình rất là ngộ nghĩnh luôn, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các cháu nhà mình cũng ok thôi. Đấy, đây. Đấy, hẹn giờ này các bác, bật cái các bác muốn hẹn giờ thì bật cho em cái nút hẹn giờ này lên nhá. Đó, sau đó thì mình chọn giờ. Còn cái này là chỉnh giờ này, nó sẽ có cho các bác là chỉnh giờ và hẹn giờ luôn. Đó, rất là ngon lành như này. Giá thì chuông của nó kêu cũng khá là hợp lý luôn nhá. Kích thước của nó thì nó sẽ là đây. Mặt đồng hồ này thì vào khoảng là 8 cm, còn tổng chiều cao của nó thì vào khoảng là trên 10 cm, nhỏ xinh luôn. Lên thì em là đồng hồ hẹn giờ, giá sẽ là đồng hồ báo thức, giá sẽ là 70.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, các bác thấy không? Đây là các cái mẫu đèn LED của bên em này. Đèn lồng thì nay bên mẫu về hai shop, hai mẫu này, một mẫu 50 và một mẫu 80 nhá. Mẫu 50 thì giá là 250, giá siêu hạt rẻ luôn, 250.000 bao ship. Còn mẫu 80 thì giá sẽ là 290.000 nhá. Đối với mẫu đèn lồng này. Tiếp theo là LED pháo hoa này. LED pháo hoa thì sẽ là 140.000, đúng không? 140.000 cho mẫu LED pháo hoa này. Đó, mẫu LED ngọc này, LED ngọc đây. LED ngọc thì sẽ là đi có loại 10m là 80.000 và 20m là 120 nhá. Đó, bảo ghi lên cao. Em sẽ đi chi tiết từng mẫu một nhá. Mẫu này mẫu sẽ là mẫu đèn xoay này. Đó, mẫu đèn xoay này thì có sẵn đèn kèm với đuôi luôn và nó sẽ xoay liên tục như này. Các bác cứ cắm điện vào nó xoay nhá. Đó. Bật điện cho anh đi. Đó, rất đẹp luôn, cực kỳ lung linh luôn. Đây cơ mà. Đó, đây các bác này. Đó thì em sẽ bật điện lên và đi chi tiết cho các bác từng mẫu một, bật hết lên. Đó. Đây. Đấy, các bác thấy không? Không gian cực kỳ là hoành tráng luôn nhá. Đó. Đây, đầu tiên nó sẽ là mẫu đèn lồng này. Mẫu đèn lồng thì đang review trực tiếp cho các bác này rồi. Đó. Mẫu này là mẫu chữ tiếng Việt nhá. Mẫu chữ tiếng Việt phục vụ cho người Việt mình. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng Nhật và phục vụ cho người Việt mình, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Phúc lộc thọ này, vạn sự như ý này, chúc mừng năm mới này, tấn tài tấn lộc này. Đó. Các bác nhá, rất là đẹp luôn. Đó. Giá thì sẽ là con đèn lồng 80 này thì giá sẽ là 290 nhá. 80 này sẽ là 290.000 các bác nhá. 290.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn. Các bác cứ lắp đặt bình thường, lỗi bên em sẽ đổi mới cho các bác yên tâm sử dụng này. Tiếp theo là mẫu nhỏ 50 này. Mẫu nhỏ 50 này thì giá chỉ có 250.000 thôi. 250.000 cho cái mẫu nhỏ 50 này các bác nhá. Đó, 250.000. Đây, lắp đặt thì cực kỳ đơn giản thôi, các bác có thể lên TikTok các bác gõ là cách lắp đèn lồng nhá. Cách lắp đèn lồng rất là đẹp luôn các bác nhá, rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp, cực kỳ hoành tráng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá siêu tốt cho các bác rồi. Mẫu đèn lồng siêu đẹp luôn các bác nhá.
Mẫu đèn lồng này thì bên em về nó sẽ có hai mẫu như này nhá. Một mẫu 50 là 250 và mẫu 80 là 290 này. Đó, đó sẽ là mẫu đèn lồng của bên shop này. Tiếp theo thì mẫu bông lúa này, các bác lên cho em là bông lúa vàng nhá. Bông lúa vàng, một bó này của nó sẽ là có 10 bông. Một bó này sẽ có 10 bông nhá. Đó, đây em đang cắm là hai bó này. Mỗi bó này là 10 cành nhỏ. Đây, mỗi bó này là 10 cành nhỏ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 nhá. 130.000 thì cái mẫu bông lúa vàng như này. 130k. Một bó này nó sẽ có 10 cành nhỏ nhá, 10 cành nhỏ. Chiều cao của nó thì từ 6 đến 70 cm. Đây. Đấy, một cành nhỏ của nó như này các bác này, một cành nhỏ như này. Đó, rất đẹp luôn các bác nhá, 10 cành nhỏ này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái led kim cương các bác này. Đây. Đây nó sẽ là cái led kim cương này. Đây. Led kim cương như này. Đó, thì con này thì cắm trực tiếp điện luôn. Nó sẽ là dòng là từ 3 đến 50 mét nhá, từ 3 đến 50 mét như này. Có điều khiển này, đó, led kim cương. Lên cho em là led kim cương nhá. Đó, led kim cương. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi các bác lên cho em là led kim cương 70.000 nhá. Đấy, led kim cương 70.000 cái led kim cương như này thôi. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì led pháo hoa thì các bác đã trông thấy rồi. Led pháo hoa là 140.000 nhá. 140.000. Đó. Led pháo hoa 140.000 cái led pháo hoa như này. Rất đẹp luôn. Nhiều chế độ nháy, nhiều màu sắc nha, đa màu sắc có điều khiển để các bác điều chỉnh này. Đó. Tiếp theo thì các bác lên cho em đó là cái bóng xoay nhá. Bóng xoay. Con này thì sẽ là 60.000 cái bóng xoay như này. 60k thì cái bóng xoay như này nhá. Giá sẽ là 60.000. Có sẵn cả ấy luôn, có sẵn cả công tắc này. Đấy, công tắc tắt bật này. Các bác không dùng thì mình có thể tắt đi bật lên này. Đấy, có công tắc tắt bật này. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là cả đuôi cả công tắc tắt bật và cả đèn như này nhá. Cả đuôi cả đèn công tắc tắt bật lên cho em đèn xoay 60.000 này. Tiếp theo là cái led ngọc này. Led ngọc này thì các bác có thể sử dụng ngoài trời hoặc trong nhà đều được hết nhá. Trong trong nhà hoặc ngoài trời đều được hết nhá. Đấy, nó là sẽ sợi led ngọc như này. Các bác có thể ném xuống nước cũng ok. Đấy, cái này thì nó không có chân, không có ổ cắm đâu. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào cái ổ điện thoại nhà mình thôi. Đó, và nó chỉ có chân USB này thôi nhá. Chân cắm USB này về cắm vào cái cục nguồn nhà mình. Đấy, và cái led pháo hoa này nó cũng chỉ có chân USB thôi, còn nó không có củ nhá. Đấy, không có củ. Cái led ngọc này thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là 10m là 80.000 và 20m là 120.000 nhá. Đây. Như cái quận này là 10m này, 10m thì 80.000 và các bác muốn lấy gấp đôi thì nó sẽ là 20m là 120.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái mẫu nháy năng lượng. Các bác lên mã giúp cho em là nháy năng lượng nhá. Đây, nháy năng lượng như này các bác này. Đó, nháy năng lượng 120.000, nó sử dụng bằng năng lượng mặt trời. Đấy, sử dụng bằng năng lượng mặt trời. Đấy, ở đây có cái nút nguồn đây các bác bật nguồn lên cho em này. Đó, bật nguồn là nó sẽ lên. Đấy, đây đèn nó đã lên rồi các bác này. Đèn lên này. Sau đó thì Phương ơi. Giờ cô giao anh tí, đèn lên như này. Và các bác có thể điều chỉnh ở đây nhá. Đây nó sẽ có một nút nguồn và một cái nút điều chỉnh chế độ nháy này. Lưu ý các bác khi sử dụng con này ấy thì các bác phải nếu ban test ban ngày thì các bác phải che cái mặt pin đi cho em. Đấy. Rất sáng luôn các bác nhá. Đó, rất sáng và rất nhiều chế độ nháy luôn. Đó thì nó sẽ có hai mẫu, một mẫu là đa màu sắc và một mẫu là nguyên màu vàng nhá. Đấy, mẫu này là đa màu sắc này. Còn mẫu này là nguyên màu vàng đây, em bật cho các bác xem. Đó. Cái này thì nó sẽ là nguyên màu vàng như này. Đó. Có cái công tắc đây, cái này là nguyên màu vàng nhá, nguyên màu vàng. Đó. Và cái này là đa màu sắc này. Cái này của nó thì phải dài tới mấy chục mét luôn, rất là dài bạn, rất là dài đẹp. Và cái này thì hàng chống nước ngoài trời, dùng nó rất là đã như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có 120.000 thôi, bật điện lên. 120.000. Lên cho em là nháy năng lượng nhá. Đấy, nháy năng lượng, bật lên đi. Nháy năng lượng 120.000. Đó. Đây nó sẽ có tấm pin như này và có sẵn cái chân cắm là các bác cắm trực tiếp xuống dưới đất cho em, hoặc là các bác có thể để chỗ nào. Để chỗ nào có ánh sáng là xong. Đấy, ban ngày thì nó sẽ là tự tắt nhá, ban ngày tự tắt. Và ban đêm thì nó sẽ tự bật thôi, rất là tiện các bạn. Đấy. Ban ngày tự tắt và ban đêm nó sẽ tự bật cho các bác. Đó, lên cho em là nháy năng lượng 120.000 một quận như này. Một quận này chắc của nó phải được đến 20-30 mét ấy. Rất là dài và nhiều bóng luôn nhá. Rất dài nhiều bóng luôn. Rồi ok.